xin chào cô chú anh chị em. Chúc cả nhà một ngày, một buổi tối thứ bảy nhiều may mắn, nhiều vui vẻ và năng lượng. Lâu lắm rồi em không lại có thời gian lên buổi tối livestream chia sẻ, nói chuyện với cả cô chú anh chị em chúng ta. Không biết là giới trẻ bây giờ thích làm gì, mà bản thân em Hồng cũng là giới trẻ mà một mình lại có một cái suy nghĩ khác và có một cái hướng đi mới, hướng đi khác. Thì không biết cô chú anh chị em và những người bạn của Hồng, xin chào chị Nhung Trần. Xin chào chị Nhung Trần, một chị gái vô cùng tuyệt vời. Chúc chị buổi tối vui vẻ nha. Một chị, người chị rất là năng lượng và là cổ đông của tập đoàn UST. Chị đã giúp cho rất là nhiều người biết đến và sở hữu được rất nhiều triệu cổ phần ở trong tập đoàn UST. Chị chính là những cánh tay nối dài và những người mà giúp cho những người khác có thể thay đổi được tương lai, thay đổi được cuộc sống của họ sau này. Rất là cảm ơn chị. Vâng, may mắn với em Hồng là em Hồng hiện nay cũng đang học khóa K03, cũng được là ở trong đội nhóm cùng với chị Nhung Trần, cũng biết được câu chuyện của chị là một người phụ nữ vô cùng đảm đang, vô cùng giỏi mà em Hồng cần phải học theo. Đó, em xin chào chị Hoa Anh Đào nha. Chúc chị buổi tối thứ bảy thật là nhiều năng lượng. Đấy. Ngày hôm qua của chị Nhung thế nào chị Nhung ơi? Xin chào Ngọc Chú nha. Một cô gái miền ngược rất là năng lượng. Xin chào Ngọc Chú. Ngày hôm qua chị em chúng ta chắc chắn là không có thời gian ngồi lên Facebook để chia sẻ một cái gì đâu ạ. Thực sự là ngày hôm qua cái thời khắc mà chuẩn bị hết thời điểm để nhận cổ phần thưởng ấy, em Hồng cảm giác như là hai cái má đỏ hây lên, rất là nóng. Bởi vì là 100% dành 100% năng lượng cho cái việc giúp đỡ nhà đầu tư mua đô, rồi đầu tư thanh toán. Thật sự là những cái giây phút đấy nó vô cùng gọi là nó giống như một cái dấu ấn rất là lớn đối với cổ đông của tập đoàn UST chúng ta ấy. Bởi vì bản thân của em Hồng ngày hôm qua là em Hồng cũng gom thêm cho mình rất là nhiều cổ phần. Và sau khi mà đã hoàn thành được và thành công, hoàn thành thành công và đúng giờ, thì em Hồng cảm thấy là rất là nhẹ nhõm. Và sau đấy là có khắc ghi vào Facebook của mình, đây là một cái thời điểm mà vô cùng ấn tượng, vô cùng gọi là một cái gì đó, nó giống như là giây phút bạn ra quyết định, thời khắc bạn ra quyết định thì số phận của bạn được hình thành ấy. Em chào chị Kiều Phượng nha. Xin chào chị gái Ecobi. Chị Kiều Phượng này, em chú May Mắn này, chị Hoa Anh Đào và chị Nhung Nguyễn. Có ai có thời gian và đang sẵn sàng thì có thể lên livestream cùng với em Hồng để chúng ta cùng giao lưu câu chuyện, chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ của chị em trong cái giai đoạn mà chúng ta vừa mới trải qua như thế nào không ạ? Chỉ những người mà tìm hiểu, hiểu thì chúng ta mới thấy được cái giá trị mà chúng ta đang có và cái giá trị để chúng ta giúp cho những người khác thay đổi được cái tương lai tài chính của họ trong từ 2 đến 5 năm nữa. Bởi vì chúng ta làm theo con đường cũ rất nhiều năm, ông bà cha mẹ chúng ta cũng đã làm rồi, nhưng nó cũng không giúp chúng ta thay đổi được cuộc sống tương lai của mình, tự do được về tài chính, mà cũng chỉ là đủ ăn đủ tiêu một cách bình thường và phải làm việc nhiều năm liền, cố gắng rất là vất. Nhưng mà ở ngoài kia trong xã hội này, rất là nhiều người khác, người ta lại có những cái cách làm khác. Và em Hồng cũng có những cái suy nghĩ rằng tại vì sao mà người ta lại có cách làm nó lại đơn giản như thế, người ta lại giàu có được, người ta lại có thể có nhiều thời gian cho gia đình và họ rất là thư thái, mà tại sao mình rất là vất vả, mình cũng bộn bề
mình cũng cố gắng, mà tại sao mà mình nhìn về tương lai của mình nó cũng không thể nào bứt phá lên được. Cho nên là em Hồng cũng đã tìm cách để thay đổi được cái tương lai của mình. Trước mắt ngay lập tức thì chúng ta đầu tư cổ phần doanh nghiệp nó không phải là chỗ mà giúp cho chúng ta lãi ngày lãi tháng để ngay lập tức chúng ta giàu ngay được. Nhưng đấy là việc mà chúng ta đã góp vốn vào một tập đoàn, và chúng ta cần phải chờ đợi cho tập đoàn của chúng ta làm ăn phát triển. Thì lúc bấy giờ cây đã ra trái thì tất cả chúng ta đều được hái. Ai là người trồng cây thì người ấy sẽ là người được hái quả. Chứ đừng để cái việc mà chúng ta đi xin quả của những người khác trồng cây thì họ cũng chỉ cho chúng ta được một vụ, hai vụ, một ít thôi. Và sau khi đấy thì họ cũng không thể cho chúng ta mãi được, và chúng ta cũng không thể nào mà đi xin mãi được. Cho nên là chúng ta cần phải nhìn về tương lai của mình 5 năm nữa, 10 năm nữa. Cái nghề mình đang làm, cái công việc mình đang làm nó còn có thể phát triển được nữa hay không? Nó còn đi tới để phát triển được hay không? Đến tương lai con cháu của chúng ta nó còn phát triển được cái công việc của chúng ta nữa hay không? Hay là đến vài năm nữa cái công việc của chúng ta nó càng ngày càng khó khăn, nó không thể làm được nữa, nó dừng lại bất cứ lúc nào thì chúng ta sẽ phải lại tìm một cái công cụ khác, chúng ta lại phải đi tìm một cái cách làm mới để cho chúng ta xây dựng lại cái sự nghiệp của mình. Cháu chào cô Nguyễn Chiến nhé. Thế thì sau khi mà em Hồng cũng thấm nhuần được học hỏi từ những người thầy thành công, những người đã luôn dìu dắt giúp đỡ cho mình, thì mình biết được cái con đường mình cần phải đi. Mình mong muốn có được cái giàu sang phú quý, hạnh phúc trọn vẹn đủ đầy, và mình có thể làm được những cái việc mình mong muốn, đó là tự do về thời gian, tự do về tài chính, thì mình có thể làm được những cái công việc thiện nguyện ngoài cuộc sống, ngoài đời thường. Mình nhìn thấy những cái mảnh đời bất hạnh thì mình cũng có thể giang tay giúp đỡ được họ bất kỳ lúc nào. Nhưng muốn giúp họ được thì mình phải là người có dư giả về tài chính, mình có thể giúp được họ, hoặc là mình phải có cái cách nào đấy giúp cho họ một cái biện pháp toàn diện, đó là giúp cho họ thay đổi được cái tương lai của họ bằng cái việc là giúp cho họ có được cái công việc, hoặc là tạo dựng được một cái sự nghiệp mà làm sao nó phải rất là đơn giản mà tất cả mọi người đều có thể làm được. Em chào anh Nguyễn Tiến Huynh nhá. Em chào chị Hương Phạm. Xin chào chị, một người cổ đông rất là tuyệt vời. Chị ở Đông, chị ở Hải Phòng nhỉ? Chị Hương ở Hải Phòng đúng không chị Hương? Một người cổ đông rất là tuyệt vời và đã giúp cho rất là nhiều cô chú anh chị em khác biết đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp để thay đổi tương lai tài chính của mình. Và chị ấy cũng bước lên từ những cái từ những công việc rất là bình thường, gia đình cũng rất là khó khăn, nhưng bằng cái ý chí vươn lên của mình thì chị cũng đã được biết đến, tìm hiểu đến cái cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp, và chị đã tìm hiểu rất là kỹ càng. Sau đấy là chị cũng đã tìm cách và được đi sang bên tập đoàn gặp chủ tịch, được gặp trực tiếp chủ tịch, và sau khi đấy là chị rất là năng lượng và giúp đỡ cho rất là nhiều cô chú anh chị em khác biết đến cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Và chị là một người mà rất là am hiểu về tất cả những cái lĩnh vực và những cái mảng chi tiết nhỏ ở trong tập đoàn. Về cái việc này thì em Hồng chắc nó phải gọi chị là sư phụ, và vì còn phải học nhiều hơn. Thế nếu như mà chị Hương, chị Phạm Hương cũng đang có một chút thời gian rảnh hay tiện thì có thể lên trên tường live stream của em Hồng để cũng chia sẻ đôi chút thì về UST, hay là đôi chút về cái cơ hội duyên mà chị biết đến UST, và lý do vì sao mà chị lại lựa chọn UST để cống hiến, để góp vốn của mình vào đây để ủng hộ cho ngài chủ tịch. Bởi vì chúng ta biết rằng là gì, không có ai mà không đầu tư mà lại có thể giàu được, chúng ta chỉ có thể là trung bình thôi. Và để trở thành những người giàu có thực sự thì chúng ta cần phải có một cái kênh đầu tư. Nhưng đầu tư như thế nào thì chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải phân biệt được. Rất nhiều người ngoài kia hiện nay đã đầu tư nhưng mà đã bị thua lỗ và mất trắng, bị sạt nghiệp, bị rất là nhiều thứ. Và rất nhiều những người, những cô chú, anh chị, chúng ta rơi vào những cái sân sàn tài chính hoặc là tài xỉu, mất tiền, mất uy tín, mất danh dự, mất sự nghiệp, thậm chí là liên quan đến cả gia đình.
nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đến đầu tư, tiếng nói hơi nhỏ anh. Vâng. Khi mà chúng ta biết đến đầu tư thì chúng ta cần phải nắm rõ được thế nào là đầu tư cổ phần doanh nghiệp và thế nào là sân sàn tài chính lướt sóng. Khi mà phân biệt được rõ hai cái cách đầu tư như thế thì chúng ta mới có thể là lựa chọn cho mình. Và cái việc mà chúng ta cần đó là phải có một sự lựa chọn đúng. Thứ hai đó là chúng ta phải đọc đúng sách. Thứ ba đó là chúng ta học đúng người thầy. Thứ tư đó là chúng ta phải lấy đúng người. Đấy, chọn vợ, chọn đúng người vợ hay là chọn chồng thì phải chọn đúng người chồng. Cái gì thì cái, chúng ta đều phải có kiến thức trước. Sau khi mà chúng ta có kiến thức rồi thì chúng ta mới biết cách để lựa chọn. Sau khi chúng ta có cái kiến thức rồi thì chúng ta mới phân tích được đâu là cái cơ hội dành cho mình và đâu là những cái bẫy, những cái bẫy mà chúng ta cần phải tránh. Đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta chưa có một chút kiến thức gì về đầu tư, chưa hiểu thế nào về đầu tư mà chỉ nhìn về cái lợi trước mắt đó là tiền, nhìn vào tiền để đầu tư thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất dễ bị rơi vào những cái bẫy tài chính và bị mất tiền. Đấy. Và anh Ngô Thiên nói rằng là hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ em nói to hơn một chút rồi thì anh có thấy còn nhỏ quá nữa không? Cô chú anh chị em đang nghe live của em Hồng thì có nghe được giọng của em Hồng không? Có thể là trong 2 ngày vừa rồi em Hồng nói chuyện phải nói rất là nhiều cho nên là giọng nó cũng hơi bị khàn đi một chút. Nhưng mà hôm nay có thời gian nên em Hồng cũng rất là muốn lên trên tường Facebook cá nhân để cùng được giao lưu chia sẻ cùng với cô chú anh chị em chúng ta. Nếu có anh chị em nào là người mới, ví dụ như là cô Nguyễn Chiến mà chưa biết đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp là như thế nào, thì cô cũng ở rất là gần nhà của cháu Hồng thôi, và cháu Hồng cũng đã từ bên Nhật Bản về Việt Nam rồi. Và hiện nay thì cháu Hồng đang làm việc, đã làm đối tác của công ty quỹ Skywalk Community, và cháu Hồng làm việc tự do tại nhà. Cháu có thể giúp cho cô hiểu thế nào là đầu tư cổ phần doanh nghiệp để sau này chúng ta thay đổi về tương lai tài chính của mình, chứ không phải là giống như những cái app ảo. Đấy, hay là những cái sân sàn tài chính mà ở xung quanh đây chúng ta biết rất là nhiều những cái vụ việc. Đấy, những thanh niên tự dưng là về nhà báo nợ cho cha mẹ hàng tỷ đồng, chơi tài xỉu hay là chơi các cái sàn tài chính. Đấy, rất là nhiều những cái mô hình tài chính trá hình mà chúng ta không biết là chúng ta sẽ bị mắc phải. Đó, em chào anh phải comment lên đi, em quên tên anh rồi. À, Lộc Thành. Xin chào Lộc Thành nhá. Xin chào Lộc Thành. Anh Ngô Thiên hay là Lộc Thành hay là ai mà là cổ đông của tập đoàn mà đang có thời gian có thể chia sẻ được thì có thể Hồng mời lên livestream cùng với em Hồng để nói xem là cơ duyên vì sao mình biết đến UST này. Vì sao mà mình đã lựa chọn đầu tư cổ phần doanh nghiệp mà không phải là đi chơi tài xỉu, hay là không phải là đi chơi lãi ngày lãi tháng cho nó nhanh được tiền, mà lại đầu tư cổ phần doanh nghiệp để chờ đợi tập đoàn của chúng ta phát triển, sau đấy chúng ta mới được thu lợi nhuận, mới được thu cái cổ tức. Thế thì khi mà biết đến đầu tư cổ phần doanh nghiệp ấy, thì cái câu chuyện mà em Hồng cũng hay nói lại cho mọi người đó là gì? Cái lần đầu tiên mà được nghe đến câu chuyện đầu tư cổ phần doanh nghiệp đó chính là cái câu chuyện về công ty sữa Vinamilk. Đấy là câu chuyện đầu tiên mà em Hồng được nghe về cổ phần doanh nghiệp. Đó là gì? Nếu cách đây 7 năm, cách đây năm 2007 mà chúng ta biết đến cơ hội đầu tư vào công ty Vinamilk thì lúc bấy giờ chúng ta chỉ cần bỏ ra khoảng 300 triệu chúng ta có thể sở hữu được 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk. Đó, và ngay lập tức thì chúng ta sẽ không nhận được tiền lợi nhuận ngay, mà cái tiền 300 triệu đấy là chúng ta góp vốn cùng với ông chủ tịch tập đoàn của công ty Vinamilk để xây dựng công ty Vinamilk, mua nguyên vật liệu để xây dựng công ty này,
Cháu chào cô Thọ Lý nhé. Mua nguyên vật liệu để xây dựng công ty này, thuê công nhân này, trồng cỏ, nuôi bò, lắp đặt trang thiết bị và các cái dịch vụ khác để làm nên cái hộp sữa Vinamilk và bán ra thị trường. Khi công ty bán sữa ra thị trường bắt đầu có lãi thì quay trở lại là chia cái tiền cổ tức đấy cho những người đã góp vốn với công ty. Thế còn lại là những người khác như là công nhân ở trong công ty thì chỉ là những người làm công ăn lương, nhận lương hàng tháng thôi. Còn những người mà bán những cái tạp hóa ở ngoài thì cũng chỉ là người kinh doanh mua sản phẩm sữa về bán lấy lợi nhuận thôi. Những người mà đã góp vốn vào tập đoàn từ khi mà cái công ty ấy đang thành lập và đang phát triển thì sau này mới có cơ hội được nhận lợi nhuận với công ty. Thế thì câu chuyện nó sẽ là như thế nào để cho em Hồng và những cô chú anh chị khác lại rất là muốn góp vốn của mình với công ty là gì? Trước đây nhá, chúng ta bỏ ra là 300 triệu. Chúng ta nhận về 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk. Và hiện nay thì 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk đang có giá là 75 tỷ 800 triệu. Đấy, nếu như một người khác bây giờ muốn sở hữu được 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk thì chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền? 75 tỷ 800 triệu. Chúng ta mới sở hữu được 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk. Cái thứ hai nữa là gì? Hàng năm công ty Vinamilk sẽ chi trả cổ tức. Công ty Vinamilk năm 2022 vừa rồi chi trả cổ tức là 3 lần trên một năm. Nghĩa là một năm chia cổ tức 3 lần. Em chào anh Hoàng Hưng nha. Thì tổng năm vừa rồi chia cổ tức là 4.500. Đó, tổng là 4.500 nhá. Nếu như cô chú anh chị em chúng ta đang có 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk thì câu chuyện sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ nhận về tay là 4.500.000. 4 tỷ rưỡi tiền lợi nhuận mà công ty Vinamilk chi trả cho chúng ta năm nay. Mà chúng ta có phải làm cái việc gì ở trong công ty Vinamilk không? Không, chúng ta chỉ góp vốn 300 triệu trước đây thôi ạ. 300 triệu trước đây khi mà công ty còn đang thành lập, muốn có vốn để phát triển ý. Lúc bấy giờ cái ông chủ tịch, cái ông giám đốc mới cần đến cái số 300 triệu của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta chạy đến đấy mà muốn góp 300 triệu không có vé nữa đâu, xin mời bạn rời khỏi cuộc chơi. Chúng ta chỉ bây giờ chỉ có thể là mua cổ phiếu ở trên sàn. Giá một cổ phiếu bây giờ đang là 75.800 đồng. Nếu như ưng thì chúng ta sẽ bỏ tiền vào mua ở trên sàn để nhận cái cổ phiếu đấy, thì chúng ta nhận cổ tức. Thế nhưng mà câu chuyện ở đây là gì? Không ai mà lại đi bỏ ra 75 tỷ 800 triệu để đi mua được 1 triệu cổ phần và hàng năm nhận về khoảng 4-5 tỷ tiền cổ tức. Thì cái câu chuyện này nó cũng, nếu như đối với em Hồng thì chắc chắn là em Hồng không làm được và cũng không thể làm được, có muốn cũng không làm được. Nhưng tỷ phú của Thái Lan thì họ vẫn đang tiếp tục gom cổ phần của công ty Vinamilk đấy. Thế nhưng mà nếu mà có một cách nào đấy để chúng ta có thể sở hữu được 1 triệu cổ phần của công ty nào đó mà sau này chúng ta có thể được nhận lợi nhuận từ công ty, thì bản thân em Hồng bây giờ cũng đang có cái cơ hội đấy. Chúng ta cũng chỉ bỏ ra tầm khoản tiền khoảng 300 triệu hay là 240 triệu, hay là chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền gấp đôi, gấp ba, đấy là tùy mỗi cô chú anh chị em. Nếu như phải duyên được em Hồng chia sẻ thì em Hồng vẫn đang có phiếu giải vàng. Nếu mà có cái phiếu giải vàng đấy thì từ bây giờ cho đến hết giai đoạn 15, cô chú anh chị em vẫn được mua cổ phần với chiết khấu cao nhất, đó là chỉ khoảng 240 triệu đến 250 triệu là cô chú anh chị em đã có thể sở hữu được 1 triệu cổ phần gốc của một tập đoàn giao thông thông minh và lớn mạnh nhất trên toàn cầu. Đó. Để thế thì nói rằng là nếu như bây giờ chúng ta bỏ ra một khoản tiền lớn như là 75 tỷ 800 triệu để mua 1 triệu cổ phần của công ty Vinamilk thì cô chú anh chị em ở đây chúng ta có thể làm được điều đấy không? Nếu có thì chúng ta sẽ comment số 1, mà không thì chúng ta sẽ comment số 0 lên cho em Hồng xem nào. Nhỡ đâu ở trong comment này có những người mà rất là giàu có thì sao, vẫn có thể làm được. Nhưng mà đối với em Hồng thì em Hồng không thể làm được cái cách đấy. Nên rằng là em Hồng sẽ học cái cách mà tất cả các tỷ phú, triệu phú đô la tự thân trên thế giới họ đã làm giàu từ hai bàn tay trắng như thế nào. Đó là họ sẽ sở hữu cổ phần gốc của các doanh nghiệp, của các tập đoàn trước khi lên sàn IPO trở thành cổ phiếu. Thì giá mỗi cổ phiếu nó sẽ rất, giá mỗi cổ phần nó rất là rẻ. Hiện nay giá mỗi cổ phần của công ty
giao thông vận tải của mà em Hồng đang đầu tư ấy, đang góp vốn ấy, thì nó chỉ rơi vào đâu đó khoảng 500 đồng một cổ phần thôi. Nhưng sau này giá của nó đã được định giá trước là 1 đô la rồi. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang được góp vốn, được mua cái số cổ phần đấy với giá trị thấp hơn giá trị định mức của nó. Giá trị định mức của nó bây giờ đang là 1 đô la tương ứng với 24.000 đồng. Đó, và sau này khi cái cổ phần của công ty Vinamilk lên sàn trở thành cổ phiếu thì họ lại lên sàn Nasdaq là sàn lớn thứ hai của Mỹ. Và điều kiện để lên cái sàn đó là một cổ phiếu ấy, thấp nhất niêm yết trên sàn giá là 5 đô la. 5 đô la thì có nghĩa là gì? Khi mà cổ phần lên sàn thì tài sản của chúng ta thấp nhất là sẽ nhân lên giá trị gấp 5 lần. Nhưng mà nó sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở 5 lần. Nó sẽ lên 10 lần, 20 lần, 50 lần, thậm chí 100 lần, 200 lần. Cái điều đấy là cái điều hiển nhiên. Bởi sao? Chúng ta có thể so sánh giữa cái tập đoàn của chúng ta với những cái tập đoàn khác. Đó. Thế thì em Hồng có thể lấy ví dụ về một cái tập đoàn khác là tập đoàn Tesla, là ô tô điện Tesla của tỷ phú Elon Musk. Thế thì tập đoàn Tesla chỉ có một chiếc ô tô điện thôi. Họ chỉ kinh doanh về ô tô điện và họ phải mua lại thương hiệu của nhà khoa học đã nghiên cứu ra ô tô điện, là của nhà khoa học Nikola Tesla. Thế sau khi mà ông tỷ phú Elon Musk mua lại và sau đó là phát triển công ty, trong khi mà ông ấy phát triển công ty thì ông cũng không có đủ vốn để phát triển công ty của mình lớn mạnh. Ông ấy cũng kêu gọi các cái quỹ đầu tư và những cái cá nhân lớn, cá mập để đầu tư vào công ty của ông ấy. Thế thì cái giá trị cổ phần của công ty Tesla từ đầu cho đến lúc cao nhất thì nó cũng rơi từ 0,01 đô đến 0,07 đô la một cổ phần trước khi cổ phiếu lên sàn. Thế thì ngày đầu tiên mà công ty đó lên sàn ấy thì nó niêm yết là 17 đô và kết thúc cái phiên đấy giao dịch cuối ngày thì nó chốt là 72 đô. Thế thì cô chú anh chị chúng ta có thể nhìn được là cái lợi nhuận và cái giá trị nó tăng lên một cách mạnh mẽ như thế nào không ạ? Và trong cái thời gian mà công ty Tesla phát triển như thế á, thì có những thời điểm cổ phiếu của công ty Tesla lên tới 3.000 đô la trên một cổ phiếu. Nghĩa là trong cái khoảng thời gian dao động như thế thì chúng ta có thể tính trung bình là khi đầu tư vào Tesla thì tăng lên cái giá trị tài sản của mình lên gấp 1.400 lần. Vì cái điều đấy là cái điều đã xảy ra rất là nhiều đối với các công ty khác rồi, chứ không phải riêng gì công ty đó. Cung ứng nhân lực. Em không sang Nhật à? Em chào anh, không biết anh hay chị nữa. Em sang Nhật rồi, em đi về rồi. Đi sang Nhật ấy thì chúng ta lại nói chuyện đi sang Nhật. Đi sang Nhật thì chúng ta cũng chỉ mong muốn là đi kiếm tiền đúng không ạ? Ở Việt Nam thì chúng ta cũng kiếm tiền, đi sang Nhật chúng ta cũng kiếm tiền. Nhưng mà nó chỉ khác nhau về cái mệnh giá đồng tiền bên Nhật và mệnh giá đồng tiền ở Việt Nam thôi. Em chào anh Đặng Tiến nha. Rất là anh chị nhìn nhận như thế nào về cái cơ hội này để mà em Hồng từ bên Nhật. Đáng nhẽ còn một năm nữa em Hồng mới hết hợp đồng bên Nhật, nhưng khi biết đến cơ hội đầu tư cổ phần góp vốn vào doanh nghiệp thì em Hồng đã tìm hiểu nó hơn một năm và bắt đầu em đã được khôi phục lại. Không hiểu sao tự dưng internet lại bị wifi nhà em lại bị hơi yếu yếu. Thế thì khi mà em Hồng tìm hiểu, học hỏi từ những người thầy thành công truyền dạy cho mình và mình được biết đến cái triết lý của những tỷ phú, những người đã thành công rồi, họ dạy lại cho những giới trẻ là gì? Dù chúng ta làm cái công việc gì đi chăng nữa thì tất cả mọi người trên thế giới này cũng chỉ chia ra làm 4 cái phương thức kiếm tiền mà thôi. 4 cái phương thức kiếm tiền đó là gì? Thứ nhất đó là làm công ăn lương. Làm công ăn lương thì chúng ta phải đầu tư về sức khỏe, về công cụ để làm việc, bán sức khỏe để lấy tiền, hoặc là phải học tập có bằng cấp, bán bằng cấp để lấy tiền. Đó, làm công ăn lương thì có là làm công ăn lương chúng ta bán sức khỏe và bán thời gian để lấy tiền.
Người nào mà có bằng cấp thì chúng ta sẽ có cái công việc nó nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản hơn. Đấy. Thế còn người nào mà không có cái bằng cấp thì chúng ta phải bán sức lao động trực tiếp của chúng ta, làm việc vất vả để đổi lấy tiền bạc. Thế còn cái nhóm thứ hai trong kim tứ đồ là nhóm tự kinh doanh, tự làm chủ. Như anh Tiến đang làm chủ trang trại chăn nuôi gà vịt ngan. Rồi thì như em Hồng trước đây là người kinh doanh con giống, cung cấp thuốc thú y các kiểu. Thế nhưng mà chúng ta cũng phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc để chúng ta mới có được cái cơ ngơi để chúng ta làm, hoặc chúng ta có cái cửa hàng, cửa hiệu để chúng ta kinh doanh. Thế thì cái việc mà chúng ta kinh doanh như thế thì nó sẽ có những cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, đó là gì? Chúng ta cũng phải bán sức lao động, dùng chính sức lao động của chúng ta, và chúng ta bị chôn chân lại, chặt lại ở cái cửa hàng, cửa hiệu hay là cái trang trại của chúng ta. Đó, chúng ta bị khóa chân ở đấy, chúng ta không thể đi đâu được. Chúng ta phải làm việc thì chúng ta mới có doanh thu. Chúng ta phải làm việc và càng nhiều khách hàng thì chúng ta càng làm việc nhiều và chúng ta càng vất vả. Đấy, hoặc là chúng ta càng chăn nuôi nhiều chúng ta có lãi nhiều. Nhưng càng chăn nuôi nhiều thì đồng nghĩa với việc là rủi ro cũng nhiều. Và chúng ta cũng phải dành rất là nhiều thời gian và cũng phải bỏ rất là nhiều vốn vào những cái kênh mà chúng ta đầu tư như thế. Mà anh Tiến anh vào một đàn gà, anh cũng không biết là cái thời điểm anh bán cái đàn gà đấy ra nó sẽ là giá bao nhiêu, nó sẽ được lãi hay là nó bị lỗ. Nhưng cái việc chăn nuôi đến thời vụ là anh vẫn phải vào. Anh vẫn phải bỏ ra hàng chục triệu một con giống, thậm chí vài chục triệu, rồi thì hàng trăm triệu tiền cám, tiền thuốc thú y, và anh phải chăn nuôi nhiều tháng trời, gắn bó với cái đàn gà, đàn vật nuôi, quản lý tất cả mọi thứ, để đến lúc mà anh bán ra thị trường anh cũng không biết là giá nó sẽ cao hay là sẽ thấp. Không biết là trong cái kênh này mình đầu tư rất là nhiều thời gian tiền bạc thì mình cũng chưa biết là mình sẽ lãi hay lỗ, nhưng chúng ta vẫn phải đầu tư, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở một cái góc nữa là cái góc phần 3 của kim tứ đồ, những người khác họ lại làm theo cách khác. Đó là những người chủ, những doanh nghiệp lớn. Thì những người chủ doanh nghiệp lớn này, ví dụ như là chủ của các cái công ty về nước ngọt, Sabaco, hoặc là Vinamilk, hoặc là công ty may, hoặc là điện máy xanh, hoặc là Bixi, hoặc là những cái chuỗi gà rán KFC, tóm lại là vân vân. Rồi thì chuỗi khách sạn Mường Thanh, rồi đó, rất là nhiều. Thì những người chủ đấy thì phải là những người thực sự có đầu óc kinh doanh tốt, có tiềm lực kinh tế mạnh, và họ phải có khả năng quản lý giỏi thì họ mới có thể xây dựng những cái doanh nghiệp lớn và phát triển những cái hệ thống lớn. Và cái việc của họ là gì? Họ sẽ mua sức lao động của công nhân để tạo ra sản phẩm, bán ra thị trường, có lãi, bắt đầu trả lại tiền thuê công nhân, và tiền lợi nhuận là dành cho họ. Thế thì có phải ai cũng có thể làm được chủ không? Đó, thì chúng ta ở cái ngưỡng, nếu là ở cái ngưỡng lao động tự do hoặc là kinh doanh tự do thì cũng có thể những người thực sự giỏi, người ta phát triển tốt, người ta có thể trở thành những người chủ, người ta xây dựng ra những cái hệ thống kinh doanh tiếp thì họ sẽ lên làm chủ. Còn những người mà cũng kinh doanh nhưng mà không phát triển được thì cũng có thể là bị phá sản, bị vỡ nợ, họ lại phải quay trở lại làm kiếp làm thuê để trả nợ. Hoặc là họ cứ loanh quanh ở trong cái ngưỡng an toàn, họ cứ làm như thế gọi là đủ ăn, đủ tiêu ở cái mức trung bình thôi, khem khép thôi. Chứ nếu như mà nói rằng là để trở thành những người giàu có thực sự xếp số trên thế giới này thì không có ai mà kinh doanh tự do để trở thành những người giàu có như thế được. Họ phải trở thành những người chủ doanh nghiệp lớn. Hoặc cái cách kiếm tiền thứ tư là cách kiếm tiền thông minh mà hiện nay những nước tiên tiến trên thế giới họ đang sử dụng và đang áp dụng rất là nhiều năm nay. Họ đã có cái bí mật này, đó là họ sẽ đi đầu tư tiền của mình vào những cái tập đoàn, những công ty phát triển, họ đang cần vốn hoặc mở rộng sản xuất. Xin chào chị Nguyễn Dung nhé. Thế thì khi mà chúng ta trở thành nhà đầu tư thì
thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí nào để lựa chọn cái doanh nghiệp mà để cho chúng ta đầu tư vốn vào đấy? Thì thứ nhất là khi mà chúng ta đầu tư vào công ty hay tập đoàn nào thì chúng ta cần phải biết là cái người chúng ta sẽ lựa chọn, chọn mặt gửi vàng, góp vốn, góp sức, góp tiền của chúng ta ấy, họ là người như thế nào, họ có đủ tâm, tầm, tài, trí tuệ, nghị lực để có thể phát triển công ty, xây dựng công ty lớn mạnh, phát triển để tạo ra giá trị cho xã hội, để tạo ra nguồn lợi cho những nhà đầu tư vào đấy hay không. Cái thứ hai là cái sản phẩm của cái tập đoàn đấy làm ra, chúng ta đang góp phần vào đấy, chúng ta xây dựng góp vốn vào đấy, thì cái sản phẩm đấy nó là sản phẩm như thế nào, nó có đi đúng xu hướng phát triển của thế giới hay không, xã hội có cần đến cái sản phẩm đấy hay không, và cái sản phẩm đấy nó sẽ giải quyết được cái vấn đề gì trong xã hội. Nếu như nó là một cái sản phẩm mà nó giải quyết được cái vấn nạn của xã hội, mà xã hội đang cần đến, một quốc gia dân tộc mà cả thế giới đang cần đến cái giải pháp mà cái sản phẩm đấy đem lại, thì nó là một cái sản phẩm quá tiềm năng. Đấy. Còn nếu như cái sản phẩm đấy mà nó không có đủ cái sức cạnh tranh, nó không tạo dựng được thương hiệu, nó không đi được hết 5 năm, 10 năm, thì chúng ta cũng không nên đầu tư. Đấy là em khuyên thật. Bởi vì khi chúng ta đầu tư vào một cái sản phẩm nào thì chúng ta phải có cái tầm nhìn xa trông rộng. Đó là đã đầu tư thì phải làm sao mà hết đời của chúng ta vẫn được hưởng, đời con, đời cháu của chúng ta vẫn được hưởng. Có nghĩa là cái sản phẩm đấy nó phải tồn tại hàng trăm năm, đúng không ạ? Thì chúng ta mới tạo ra được những cái gia tộc hưng thịnh đời đời. Đấy là những cái bí mật của những người giàu có trên thế giới, họ đã đầu tư. Bởi thế mà ông Rockefeller, ông ấy đầu tư vào đâu? Ông ấy đầu tư vào những cái tập đoàn dầu khí, nó là những cái thiết yếu trên cả thế giới này đều cần đến. Cho nên ông ấy đã được mệnh danh là người giàu có nhất mọi thời đại. Thế rồi thì bây giờ những người giàu có trên thế giới này, họ đầu tư vào những cái tập đoàn mà nó sẽ phát triển toàn thế giới và nó sẽ có mang được cái nhu cầu toàn thế giới, thì họ đầu tư vào đó. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất là về nhà, cái người sáng lập. Thứ hai là về sản phẩm. Cái tiêu chí thứ ba mà em Hồng muốn nói đó là về cái tập đoàn đấy nó có công khai minh bạch hay không, nó có rõ ràng hay không, nó có báo cáo tài chính công khai tất cả các khoản thu chi hay không. Cái báo cáo tài chính của cái tập đoàn đấy nó phải là một cái bên thứ ba độc lập, nó kiểm tra, kiểm toán và nó công bố trên toàn thế giới để cho mọi người có thể truy cập vào để xem một cách công khai minh bạch. Đó, chứ không phải là chúng ta đầu tư vào ông nhà ông A mà chỉ có bố mẹ anh em nhà ông A biết cầm tiền của chúng ta thôi, chi tiêu như thế nào là do họ, thì chúng ta không thể đầu tư như thế được. Không thể đầu tư được. Và cái thứ tư mà chúng ta cần đó là chúng ta đầu tư vào đấy thì chúng ta sẽ có những cái quyền lợi của chúng ta là cái gì, và những cái rủi ro nếu chúng ta gặp phải nó sẽ ra làm sao, những cái quản lý rủi ro nó như thế nào, ai, cơ quan nào đứng ra bảo vệ quyền lợi cho những nhà đầu tư, cho chính bản thân chúng ta khi mà chúng ta đầu tư vào tập đoàn đó. Đó, thế là khi mà chúng ta đầu tư thì ít nhất chúng ta phải nắm được 4 cái yếu tố đó để chúng ta chọn lựa bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà chúng ta biết, chúng ta thấy là chúng ta đang thấy có cái cơ hội, thì chúng ta phải áp ít nhất là 4 cái tiêu chí đấy để cho chúng ta sẽ lựa chọn nên đầu tư hay không, hay là nếu đầu tư thì chúng ta sẽ đầu tư tiềm lực bao nhiêu, ít hay là nhiều. Đó, thế thì dù cho cô chú anh chị em chúng ta làm ở bất kỳ một cái lĩnh vực nào, hay làm ở trong nước hay làm ở ngoài nước, thì cũng chỉ chia ra làm 4 cái phương thức kiếm tiền mà thôi. 4 phương thức đó là làm công ăn lương này, làm chủ tự do nhỏ, gọi là kinh doanh tự do. Thứ ba là làm chủ lớn, là những chủ doanh nghiệp lớn có thể mua sức lao động của công nhân ít nhất từ 500 người trở lên. Đấy, cái thứ tư đó là cách đầu tư, dùng tiền của mình để đi làm, tạo ra tiền bạc giúp cho chúng ta thay đổi về tương lai tài chính của chúng ta. Xin chào Nguyễn Hợp nha. Thế thì khi mà chúng ta biết chúng ta đang nằm ở đâu trong 4 góc của kim tứ đồ, trong 4 cái cách, cái phương thức kiếm tiền như thế này, chúng ta đang nằm ở trong cái phương cách nào, chúng ta đang kiếm tiền bằng cái phương cách nào, thế nếu như muốn thay đổi tương lai tài chính của mình thì chúng ta cần phải chuyển đi đâu,
không phải là hôm nay chúng ta làm ở công nhân may mà cái công nhân may này là công nhân trả lương cho công nhân là 7 triệu một tháng, mà chúng ta thấy những người bạn của mình làm ở công ty may khác cũng công việc như thế mà người ta trả lương 8 triệu một tháng, là chúng ta sẽ xin thôi việc công ty này và chúng ta sẽ xin sang công việc ở công ty kia chúng ta làm. Cái điều đấy chỉ là nhảy việc thôi, không giải quyết được cái vấn đề gì. Loanh quanh thì cô chú anh chị em chúng ta vẫn chỉ là kiếp lòng thuê thôi. Đó, mà chưa thấy có một ai làm thuê mà giàu được. Nếu mà làm thuê mà giàu được thì cái điều đấy là chưa bao giờ có, lịch sử cũng chưa bao giờ có. Em chào chị Vũ Hoa nhá. Chị Vũ Hoa đang ở bên Đài Loan à, giờ này bên Đài Loan thì hơn Việt Nam một tiếng nhỉ? Phải không chị? Đấy. Chị Vũ Hoa là một người đang làm công ở bên Nhật Bản. À, chị Vũ Hoa làm việc ở bên Đài Loan. Nhưng khi biết đến cơ hội đầu tư cổ phần góp vốn vào doanh nghiệp thì chị ấy cũng đã nhanh chóng tìm hiểu và cũng nắm giữ cho mình rất nhiều cổ phần gốc của tập đoàn này rồi. Xin chúc mừng chị. Thì chỉ vài năm nữa chúng ta còn phải vất vả làm việc, thì bên cạnh đó cái đồng tiền của chúng ta nó cũng đang đi làm việc thay cho chúng ta rồi. Đến khi nào mà nó sinh ra cháu ra chắt, nó đủ lớn, đủ sức để làm việc thay chúng ta không phải làm nữa thì chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Mà khi mà đã góp vốn vào cổ đông của tập đoàn UST này rồi thì chắc chắn là chúng ta cũng chỉ cần phải chờ đợi trong vòng từ 2 đến 5 năm nữa là chúng ta đã có cái bước ngoặt thay đổi tài chính lớn rồi. Đúng không chị? Cháu chào bác Ban Hoàng nha. Bác Ban Hoàng là một cổ đông lớn tuổi. Một cổ đông rất là lớn tuổi ở trên vùng trên Lạng Sơn à? Mộc Châu à? Không phải. Bác Ban Hoàng ơi, cháu quên rồi. Bác Ban Hoàng ở trên đó là ở trên chỗ Lào Cai à? Không phải. Đó. Bác Ban Hoàng và bác trai là bác Đặng Hương. Đấy. Có các anh chị là các cổ đông rất là lớn. Các anh chị ấy còn giúp cho hàng trăm nghìn người ở Việt Nam biết đến cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp UST thay đổi tương lai tài chính. Và con trai, con gái, con dâu của bác Ban Hoàng cũng đã là những người mà đi sang tập đoàn UST rất là nhiều lần, gặp chủ tịch rất là nhiều lần, đi trên con tàu UST rất là nhiều lần. Em chào chị Anh Phương nha. Đó. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng là 5-10 năm nữa cái công việc chúng ta hiện tại đang làm nó không thể tồn tại được, chúng ta không thể làm được nữa, chúng ta không thể bán sức lao động cả đời được, vậy thì chúng ta cần phải làm cách nào để thay đổi tương lai tài chính của mình, thay đổi để sau này chúng ta hết cái sức lao động để bán rồi, chúng ta đang kinh doanh mà cái sản phẩm của chúng ta 5 năm nữa, 10 năm nữa nó không còn có thể bán được nữa, không còn có thể kinh doanh được nữa, thì chúng ta đã có một cái nguồn khác để chúng ta có được cái dòng tài chính để lo cho tương lai chúng ta, lo cho con cái của chúng ta. Đó. Thế thì khi mà chúng ta biết được là chúng ta đang kiếm tiền theo cái cách nào mà muốn thay đổi tương lai tài chính của chúng ta sau này, thì chúng ta cần phải thay đổi sang cái hướng nào, thì chúng ta cần phải nắm rõ được cái 4 cái phương thức kiếm tiền. Đó là gì? Lao động. Đó là làm công ăn lương, đó là lao động kinh doanh tự do, đó là làm chủ doanh nghiệp và đó là làm nhà đầu tư. Thế nếu như mà chúng ta đang làm công nhân thì chúng ta có thể trở thành nhà đầu tư hay không? Thế thì cái công việc này và cái... Cháu chào bác Hương Đặng, bác Đặng Hương nha. Cháu chào bác Đặng Hương, cháu vừa nhắc đến bác xong thì bác lại xuất hiện. Một cổ đông lớn tuổi rất là tâm huyết và giúp cho rất là nhiều người biết đến cơ hội đầu tư cổ phần doanh nghiệp. Đó. Thế thì khi mà cô chú anh chị em chúng ta muốn thay đổi tương lai tài chính của mình mà chúng ta đang làm công nhân thì chúng ta có thể trở thành nhà đầu tư hay không? Thì chắc chắn là chúng ta có thể. Bởi vì là chúng ta nếu muốn trở thành nhà đầu tư là tiền của chúng ta đi làm việc chứ không phải là chúng ta phải vào tập đoàn đấy để làm việc. Và tiền của chúng ta đi làm việc thì một cái cơ hội mà em Hồng đang có là chúng ta có thể góp vốn với số vốn nhỏ nhất là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng thì nó cũng chỉ giúp cho cô chú anh chị em chúng ta mua được cái áo ấm, hoặc là nếu như là anh em trai thì có thể là một chầu cà phê bia bọt với bạn bè thôi, nó không đáng bao nhiêu cả.
Và 1.200.000 đồng đấy nó sẽ giúp chúng ta khởi nghiệp từ cái số vốn nhỏ nhất mà nó không mất đi đâu hết. Nếu như cô chú anh chị em chúng ta mà muốn thay đổi tương lai tài chính của mình thì chắc chắn trước sau gì chúng ta cũng phải tìm đến một cái kênh đầu tư để chúng ta góp vốn, để chúng ta gia tăng tài sản của chúng ta, để cái đồng tiền của chúng ta nó đi làm việc thay cho chúng ta để tạo ra tiền bạc, để tương lai của chúng ta cũng được nghỉ ngơi. Chứ nếu như mà chúng ta dùng cái tấm thân nhỏ bé này, yếu ớt này để suốt ngày mà đi bán sức lao động thì chúng ta bán được bao nhiêu năm? Và chúng ta là con người chứ không phải là máy móc, nó còn phải ốm đau, nó còn phải hao mòn, thì chúng ta có thể bán được bao nhiêu lâu? Và đến khi mà chúng ta không bán được sức lao động nữa thì lúc bấy giờ chúng ta lại phải dùng tiền đi mua lại sức khỏe. Và nếu như cô chú anh chị em nào mà đã có người thân, người nhà đình, gia đình của mình mà đã đang phải dùng tiền để đi mua sức khỏe rồi, thì em Hồng hỏi rằng là chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền để đi mua lại sức khỏe, nhưng chúng ta có khỏe lại được giống như trước đây của chúng ta hay không? Hay là chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền rất là lớn nhưng mà chúng ta vẫn nói chung là cũng không thể khỏe lại được như ban đầu đó. Thế thì đừng có bán sức lao động để kiếm tiền, để đến khi mà chúng ta đau ốm bệnh tật chúng ta lại phải mang tiền đi mua sức khỏe. Mang 100 triệu đi mua sức khỏe thì cũng chỉ mua lại được 10%, 20-30%, 50% thôi, không ai mua lại được cả 100% sức khỏe đâu. Em chào anh Hoàng Dũng nha. Đó, thì anh Hoàng Dũng hôm nay đi đâu mà hẹn livestream cùng với em Hồng mà giờ này mới thấy anh xuất hiện nhở? Em Hồng thì hôm nay nói nhiều, hôm qua nói nhiều cho nên là hôm nay không thể nói to được. Vừa ban nãy có một anh nói rằng là nói nhỏ quá em ơi. Nhưng mà nếu như cô chú anh chị em chúng ta là cổ đông của tập đoàn NGT thì chúng ta biết là ngày hôm qua chúng ta có những cái sự kiện gì mà chúng ta phải dành dồn hết tâm huyết vào nó, dồn hết những cái thời gian vào đấy để chúng ta làm việc rồi, cho nên hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà nói to được như mọi khi nữa. Hello, em cùng anh chị em đang xem livestream nhé. Anh đang xem livestream của em Hồng hay đang xem livestream của ai? Nếu như có cơ hội mà muốn lên đây livestream chia sẻ cùng với em Hồng lý do vì sao mà anh đầu tư vào UST, lý do vì sao mà em lại đi kết bạn với những người mới và chia sẻ cơ hội đầu tư góp vốn vào tập đoàn UST cho em Hồng. Em chào chị Lê Thắm, một người chị ở miền trong, giọng rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Đấy, em Hồng cũng có vừa mới chia sẻ rằng là gì, vì sao vậy em? Mọi người có nhiều người trẻ tuổi nhưng họ chưa có đủ cái kiến thức để đi đầu tư, thì họ lựa chọn những cái cách đầu tư là đầu tư ăn xổi, hôm nay góp tiền vào cái ngày mai có lời luôn. Thế là họ nhìn cái đồng tiền trước mắt mà họ không nghĩ được về cái lâu dài, cho nên là họ bị mất tiền rất là đáng tiếc. Em chào chị, em chào anh Trọng nha. Anh Trọng có comment ở trong một cái thước phim của em Hồng chia sẻ về 1.200.000 có thể giúp cho chúng ta thay đổi tương lai tài chính nếu biết đầu tư đúng cách. Và anh Trọng có nói là hay đấy em, nhưng mà nếu như anh em mình có thời gian ngồi nói chuyện với nhau thì anh sẽ thấy nó rất là hay, rất là tuyệt vời, chứ không đơn giản là chỉ là hay đấy thôi. Vì sao ở Nhật chưa đến ngày mà em lại chọn về trước thời hạn vậy? Chị Thắm hỏi câu đó bởi vì là chị Thắm cũng biết câu chuyện của em Hồng rồi. Em Hồng đang làm việc tại Nhật Bản, hai vợ chồng đang làm việc ở Nhật Bản. Thế thì em nghĩ rằng là đi sang Nhật Bản để mình có thể làm giàu, để thay đổi tương lai tài chính. Nhưng khi mà đi sang Nhật Bản thì đó là lần đầu tiên mà em Hồng trở thành một người công nhân. Lần đầu tiên trong cuộc đời em Hồng làm công ăn lương. Và cái công ty mình làm ở bên Nhật thì nó cũng rất là khắt khe về thời gian, rồi cái công việc nó cũng không phù hợp với cách làm việc trước đây của em Hồng. Cho nên là em Hồng thấy thấm nhuần được cái kiếp làm thuê nó sẽ như thế nào. Đó, cho nên là em Hồng luôn luôn có những cái áp lực trong cái môi trường làm việc và những cái câu chuyện xung quanh,
Cho nên là em Hồng nghĩ rằng là gì? Tại vì sao trước đây mình đang là một người lao động, đang làm công, đang làm chủ, tự do về thời gian, tự do về tài chính, tự mình kiếm được tiền, tự mình tạo ra cuộc chơi để có thể kiếm được tiền, mà bây giờ mình lại phải đi làm thuê như thế này. Em Hồng cảm thấy là mình rơi vào một cái môi trường này, nó không phải là môi trường của mình. Thế thì em Hồng luôn luôn mong muốn tìm kiếm, khát khao để làm thế nào để mình có thể sớm nhất quay trở về Việt Nam với con, với gia đình của mình để đoàn tụ, và để trở thành những người mà có thể có một cái công việc khác. Làm sao mà người ta, những người khác họ làm việc rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, mà họ vẫn giàu có, họ vẫn có thời gian lo cho gia đình, họ có tiền, họ có thể ở bên gia đình, mà mình lại phải có tiền nhưng mà lại phải ở xa quê, xa gia đình. Thế thì em Hồng mới được học hỏi và được tìm kiếm, được biết, quen biết anh Hoàng Dũng, và được vào cộng đồng UST, được học hỏi cùng với cô chú anh chị em ở trong hành trình thịnh vượng. Và em Hồng biết được rằng là nếu như chúng ta muốn thay đổi tương lai tài chính của mình, muốn giàu thì phải đầu tư. Thế thì muốn đầu tư thì chúng ta cần phải biết đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào. Thì ở trong cái môi trường đấy em Hồng cũng được các anh chị dạy cho hiểu. Và bên cạnh đấy thì em Hồng cũng đọc sách. Em Hồng cũng đọc rất là nhiều sách, trong đấy là có những cái cuốn sách của tỷ phú Robert Kiyosaki, đó là Dạy con làm giàu. Đó là làm thế nào để cho chúng ta có thể từ những cái đồng tiền nhỏ lẻ mà chúng ta có thể sở hữu được những tài sản lớn. Thế thì em Hồng cũng biết đến cơ hội này. Và khi mà em Hồng đã chuẩn bị cho mình về cái đủ cái tư duy của mình, những cái kiến thức đủ để cho mình có thể nhận biết đâu là những cái cơ hội, đâu là những cái mà mình phải tránh xa, thì em Hồng mới nhận định được đây, đầu tư cổ phần doanh nghiệp nó chính là một cái đòn bẩy tài chính giúp cho chúng ta thay đổi được tương lai, thay đổi được cuộc đời. Thế thì đầu tư vào đây nó sẽ giúp cho chúng ta được, cho chính bản thân em Hồng là thay đổi tương lai tài chính của mình và người thân. Thứ hai, mà cái tập đoàn mà em Hồng đang góp vốn vào đây, nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn nạn mà xã hội đang cần, đang rất cần. Không chỉ Việt Nam cần mà cả thế giới đang cần. Đó là tai nạn giao thông, đó là ách tắc giao thông, đó là tắc đường, rồi đó là những cái về vấn nạn ô nhiễm môi trường, rồi thì nguồn năng lượng mới. Đó là nguồn năng lượng xanh mà thế giới bây giờ đang hướng tới, đó là nguồn năng lượng điện, nguồn năng lượng điện gió, nguồn năng lượng điện mặt trời và nguồn năng lượng điện tái tạo. Và thế giới thì nhiều năm trước thế giới khủng hoảng tài chính và chiến tranh cũng chỉ vì nguồn năng lượng. Thế thì bây giờ nguồn năng lượng nó đã cạn kiệt rồi, thế giới đang đi đến một cái nguồn năng lượng xanh mới rồi. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải tìm kiếm cho mình những cái sản phẩm nào nó đang đi đúng xu hướng phát triển, thì cái dòng tiền nó sẽ chảy về đấy. Và một cái tư duy của tỷ phú Robert Kiyosaki đó là gì? Hãy tìm kiếm xem dòng tiền của thế giới đang chảy về đâu, thì chúng ta hãy tìm cách để đi cùng với nó, hoặc là tìm cách để đến nó trước, thì chúng ta sẽ là người hứng được tiền, chúng ta sẽ giàu và rất là giàu. Thế, bên cạnh đấy thì một doanh nhân là một người như thế nào? Doanh nhân thực thụ họ được định nghĩa là gì? Doanh nhân là một người mà giải quyết được các vấn nạn của xã hội. Đó, giải quyết, doanh nhân là người tự mình giải quyết được vấn nạn cho xã hội, hoặc là người góp vốn cho người có phát minh giải quyết được vấn nạn đó. Thế thì ở trong cuốn sách này chúng ta có thể nhìn thấy đây là bác Bill Gates, đúng không ạ? Bác Bill Gates là một doanh nhân thực thụ, là một người mà tự mình giải quyết được vấn đề cho xã hội. Đó là ông đã nghiên cứu ra cái phần mềm Microsoft và giúp cho cái vấn nạn của xã hội chúng ta rất là nhiều thứ. Đó, dạ, bao nhiêu là những cái câu chuyện được sử dụng cái phần mềm này. Đó, thế thì nếu như chúng ta không có thể tự mình giải quyết được vấn đề cho xã hội, để xã hội trả tiền cho chúng ta, thì chúng ta hãy là những người mà góp vốn cho người có phát minh giải quyết được vấn đề. Thế thì bây giờ em Hồng có biết, em Hồng có biết là một nhà khoa học đã có phát minh giải quyết được các vấn nạn cho xã hội. Đó, em chào chị Nguyễn Út nha. Đó, thì đây là ngài kỹ sư thế giới Anatoly Zelensky. Thì ông đã có những cái phát minh lớn, giải quyết được những cái vấn đề lớn cho toàn xã hội này. Mà chúng ta có cơ hội được đồng hành cùng ngài, được góp vốn cùng với ngài, để sau này chúng ta được
đồng sở hữu các sở hữu trí tuệ của một nhà khoa học này. Thì đây chính là cái cơ hội vô cùng tuyệt vời để cho em Hồng cũng như các anh chị em cổ đông của chúng ta. Và em Hồng cũng đang mong muốn là gì? Ngày hôm nay em Hồng lên livestream để làm sao chia sẻ cho các cô chú anh chị em, những người thân, những người bạn của em Hồng mà chưa biết đến cái hình thức đầu tư góp vốn cùng với tập đoàn, để cho chúng ta được thay đổi tương lai tài chính của chúng ta sau này. Thì cô chú anh chị em là những người thân, những người bạn của em Hồng đang thắc mắc những cái gì mà em Hồng đang làm, thì có thể hãy liên hệ với em Hồng để chúng ta được gặp, được trao đổi với nhau, giúp nhau hiểu hơn về cái cơ hội đầu tư này. Em chào chị Hồng Sinh nha. Có phải chị Hồng Sinh Zalo cũng là Hồng Sinh được không ạ? Và em đã nhận được cuốn sách mà nhờ chị Hồng Sinh in giúp, rất là đẹp ạ. Hình ảnh rất là sắc nét. Đó. Tên ông ấy là Anatomy Zunitsky. Vâng, rất là tuyệt vời. Ông ấy là một nhà khoa học lớn mà có hơn 150 phát minh. Hơn 150 phát minh này, hơn 200 công trình nghiên cứu và hơn 20 đầu sách chuyên khảo. Những đầu sách ấy bây giờ đang dạy cho các học sinh, sinh viên ở trong các trường đại học giao thông vận tải. Đó. Đó. Thì trong những cuốn sách này là những cái cuốn sách mà in xuất bản trên toàn cầu, viết về một ngài, về một nhà kỹ sư trên thế giới. Và chúng ta là những người bình thường, nhưng chúng ta có cơ hội được góp vốn cùng với tập đoàn của ông ấy. Chúng ta được sở hữu, đồng sở hữu trí tuệ của ông ấy. Thì đây là một cái cơ hội mà giống như là chúng ta được đứng trên vai những người khổng lồ. Chúng ta được mượn sức của tất cả cổ đông trên toàn thế giới và mượn cái bộ óc tuyệt vời thiên thần của ngài kỹ sư này. Thế thì nếu như cô chú anh chị em chưa hiểu, là những người thân, những người bạn của em Hồng mà chưa hiểu về cái về những cái gì mà em Hồng trong thời gian vừa đây, gần đây em Hồng chia sẻ, mà cô chú anh chị em cũng chưa thể hiểu được. Bởi vì khi mà em Hồng lên trên livestream như thế này thì cũng không thể nào mà nói hết được những cái điều mà em Hồng muốn nói để giúp cho cô chú anh chị em hiểu được. Mà nếu như cô chú anh chị em thấy được rằng là nó cũng là một cái gì đó, nó là mới mẻ mà mình chưa biết, thì hãy liên hệ với em Hồng sớm để cho em Hồng có cơ hội chạm vào cô chú anh chị, để giúp cho cô chú anh chị hiểu về cái mảng này. Nó là một cái mảng mới, mà nó mới ở Việt Nam thôi, nhưng nó không mới trên thế giới nữa. Đây là cách mà tất cả các tỷ phú đô la, các triệu phú đô la trên thế giới họ đã làm, đã thành công, đã trở thành những người giàu có đứng thứ xếp số trên thế giới rồi, chứ không còn là mới nữa đâu ạ. Đó. Đây, Robert Kiyosaki là một tỷ phú tự thân. Ông ấy cũng đã sở hữu cho mình những cổ phần gốc của các cái tập đoàn khác nhau, và ông ấy cũng là những người mà xây dựng những cái tập đoàn rất là lớn. Đấy. Thế thì ông ấy đã có một cái bộ sách 13 tập dạy con làm giàu. Chúng ta có thể mua bộ sách này nếu như cô chú anh chị em mà muốn tìm hiểu, muốn hiểu mà chưa mua được bộ sách như thế này, thì cũng có thể liên hệ với em Hồng để em Hồng giúp cô chú anh chị em chúng ta đặt được bộ sách này để chúng ta có thể đọc. Hoặc là em Hồng cũng có thể tìm những cái video mà video sách nói, video sách nói tóm tắt để cho cô chú anh chị em chúng ta được nghe. Khi mà chúng ta nghe, chúng ta cũng hiểu được một phần nào rồi, thì chúng ta có thể đặt mua cuốn bộ sách này về để chúng ta tiếp tục chúng ta đọc. Khi chúng ta đọc rồi thì cái tư duy của chúng ta nó sẽ được nâng lên. Mà tầm đến đâu thì tiền đến đấy. Khi mà tầm của chúng ta đủ lớn rồi thì cái đồng tiền của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên. Tầm của chúng ta nó được tăng lên thì chúng ta mới sở hữu được nhiều tài sản mà chúng ta không bị sốc. Nếu như cô chú anh chị em chúng ta mà chưa có hiểu mà tự dưng chúng ta lại có một cái khoản tiền lớn nó rơi xuống, ví dụ như là trúng số, hoặc là có một cái dự án nào đấy nó đi qua, nhà chúng ta được đền bù, chúng ta chưa từng nghĩ đến, lót đến những cái khoản tiền tỷ, tiền vài tỷ, mà bây giờ tự dưng có một những cái khoản tiền lớn, tiền tỷ, tiền vài tỷ nó rơi vào tay chúng ta, thì sẽ rất có rất là nhiều người họ choáng, có rất là nhiều người sẽ choáng. Đấy. Và họ không biết làm thế nào để dùng cái đồng tiền vốn đấy để nó sinh ra lợi nhuận để sau này chúng ta thay đổi tương lai của mình.
mà em Hồng đã chứng kiến rất là nhiều rồi. Những người bạn hoặc là những người mà trước đây em Hồng đã đưa hàng giống cho họ ấy, thì cũng được nghe những câu chuyện đó là gì, họ đang ở một mảnh đồi nhưng tự dưng có một con đường nó đi qua, và gia đình họ được gia đình của cô chú anh chị ấy được đền bù một khoản tiền rất là lớn. Cái thời điểm đấy cách đây khoảng gần hơn chục năm rồi, hơn chục năm rồi, thì nhà bác ấy được đền bù đâu hơn 1 tỷ 7 gì đấy, hơn 1 tỷ 7. Nhưng mà đến thời điểm này em Hồng mà trông vào thì em Hồng vẫn thấy là nhà bác đấy lại quay trở lại thời bình như ngày xưa thôi đó. Bởi vì là ngay cái thời điểm đấy là em Hồng cũng đã biết rằng là cái sức chi tiêu của nhà bác đấy nó cũng không hợp lý, nhiều người cũng nói là không hợp lý, bởi vì là ngay lập tức khi có tiền một cái là họ sẽ đi mua tiêu sản ngay, mua những cái bộ bàn ghế, mua những cái thứ gì mà nó không phục vụ được cái việc gia tăng lợi nhuận, rồi thì xây nhà, rồi thì làm những cái việc mà nó không sinh ra lợi nhuận và nó rơi vào phần tiêu sản, để sau này như bây giờ rằng là kinh tế vẫn rất là vất vả, vẫn phải long long lận đận. Thế thì nếu như mà chúng ta chưa thay đổi được về cái tư duy của chúng ta, cái tầm của chúng ta chưa đủ lớn để có thể hiểu, có thể vận hành được, thì có những khoản tiền lớn rơi vào tay chúng ta thì chúng ta cũng cảm thấy rất là hoang mang. Nên là thông điệp của em Hồng gửi tới cô chú anh chị em, những người thân, những người bạn của em Hồng là gì? Nếu như chúng ta biết cái cơ hội này nó là một cái cơ hội mới mà chúng ta chưa hiểu, chúng ta chưa gặp, đừng có vội phán xét, đừng có vội nói là tôi biết rồi. Bởi vì rằng là gì, cái phần nổi của tảng băng chìm ấy nó chỉ là 3 phần thôi, còn cái phần chìm ấy nó là 7 phần. Nhưng chúng ta chỉ nhìn được cái phần nổi mà chúng ta đã vội kết luận, chúng ta đã nói là tôi biết rồi ấy, thì những người khác muốn giúp cho cô chú anh chị em ấy, họ cũng không thể nào nói tiếp để cho chúng ta biết được những cái thứ mà chúng ta chưa biết. Xin chào Hoàng Toàn là chị Hoàng Toàn hay anh Hoàng Toàn nhỉ? Là anh Hoàng Toán hay là chị Hoàng Toán thì comment lên để cho em Hồng được chào hỏi lại cho nó đúng nha. Thay đổi tư duy để có cuộc sống giàu có thịnh vượng hơn. Đúng rồi chị Mít Út. Chị Lê Thị Thắm nói là chưa biết nó mới là tầm nhìn. À đúng rồi. Thế thì cái tầm mắt là những thứ mà chúng ta có thể mắt thường có thể nhìn thấy được thì gọi là tầm mắt. Còn tầm nhìn là những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Mắt thường thì chỉ có thể nhìn thấy được những gì mà diễn ra trong thực tế thôi. Cô à? Cô chị ạ? À? Cháu chào cô Hoàng Toán à? Chắc là cô Hoàng Toán. Vâng, còn tầm nhìn là những gì mà có thể nhìn được ở trong tương lai. Thế thì ngày hôm nay chúng ta là những người đang còn trẻ tuổi mà chúng ta không chịu tìm hiểu thay đổi để chúng ta phát triển theo đúng xu hướng phát triển của thế giới, để sau này khi mà xã hội nó có những cái bước chuyển mình một cái rất là nhanh ấy. Bây giờ chuyển đổi số này, rồi trí tuệ nhân tạo AI này, rồi tất cả mọi thứ nó đều mới rồi. Đấy, 4G rồi thì chuẩn bị sang 5G rồi. Rồi thì cái gì nó cũng thay đổi hết, nó phát triển hết rồi. Nếu như cô chú anh chị em chúng ta mà không nhanh chóng tìm hiểu, không nhanh chóng nắm bắt thì chúng ta sẽ bị đi vào lạc hậu, và chúng ta sẽ trở thành những người tối cổ trong cái xã hội hiện đại. Mà xã hội thì luôn luôn phát triển, không bao giờ dừng lại. Nếu chúng ta không chịu bước tiếp thì chúng ta đã trở thành người giật lùi rồi. Vâng. Và nếu như mà thời trẻ chúng ta đã trở thành những người vô vị thì trung niên chúng ta lại tiếp tục trở thành những người vô trẻ, trung thanh niên vô vị, trung niên vô sự, lão niên vô dụng, đúng không? Thanh niên mà vô vị thì đến trung niên thì vô sự, và cuối cùng chúng ta cũng để thời gian trôi qua và chúng ta cũng nhanh chóng trở thành người già, gọi là lão niên thì chúng ta sẽ vô dụng, không còn làm được cái gì nữa rồi. Cháu xin lỗi bác Đặng Hường nhá, cháu không nói là người già, mà nếu như sau này cái lớp trẻ như chúng cháu ấy mà cứ trôi qua bây giờ xong đến trung niên xong đến tầm tuổi như bác rồi ấy, sau này mà ở tầm tuổi như bác rồi mà vẫn chưa có một cái sự nghiệp, vẫn chưa có được một cái gì thì lúc bấy giờ không thể nào làm được cái gì nữa. Nhưng bây giờ
trẻ cũng có thể giúp được, già cũng có thể giúp được. Thậm chí là những cái đứa trẻ nhỏ, chúng cháu hay là bác cũng có thể giúp được. Cô sợ vô dụng lắm. Vâng ạ, cháu cũng sợ vô dụng lắm cô ạ. Cho nên là ngay từ bây giờ là cháu cũng phải tự luôn luôn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội để làm sao mình nắm bắt được một cái cơ hội nào đó để giúp cho mình thay đổi được cái tương lai của mình. Để đến sau này vài ba năm nữa thôi, mình không có đủ sức khỏe để lao động chân tay để kiếm ra tiền nữa, thì mình đã có một cái khoản đầu tư của mình vào doanh nghiệp rồi. Họ sẽ mang lại, nó sẽ mang lại cho chúng ta dòng tiền để cho chúng ta có thể chi tiêu lo lắng cho cuộc sống của chúng ta. Và nếu như trong cái xã hội này bước chân ra ngoài đường là phải cần đến tiền rồi, mà chúng ta không có tiền thì chúng ta không thể làm được cái điều gì cả. Đấy, chăm sóc sức khỏe chúng ta cũng phải cần tiền, đi xe ngoài ra ngoài chúng ta phải cần tiền. Mà chúng ta có thể nói với nhau là một cái câu chuyện là con gà mái nó đang đẻ trứng đúng không? Một ngày mai mà nó không đẻ trứng thì chắc chắn nó sẽ bị loại thải và cho vào nồi. Cho nên là chúng ta cần phải là những người có giá trị. Khi nào chúng ta còn tồn tại thì chúng ta phải là những người có giá trị cho xã hội, cho bản thân, cho gia đình. Còn nếu như mà đến một ngày nào đấy chúng ta không còn giá trị nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ bị loại thải trong cái cuộc chơi, trong cái xã hội này. Còn nếu như mà ở trong một cái gia đình mà chúng ta đã trở thành những người già yếu rồi, nhưng chúng ta không có lương mà con cháu chúng ta cũng không có được tài chính, thì cái cuộc sống của người già rất là vất vả, rất là đáng thương. Cho nên là ngay từ bây giờ nếu chúng ta có được một cái cơ hội gì đó để giúp cho chúng ta thay đổi tương lai tài chính của mình, chúng ta tạo ra được một dòng tiền, nguồn tiền để sau này cuộc sống của chúng ta sẽ bớt khổ đi, sẽ bớt vất vả đi. Nghe cháu chia sẻ cô lại muốn gom thêm cổ phần UT nữa. Đúng rồi cô ạ, cô hãy cố gắng ít nhất sở hữu cho mình là 1 triệu cổ phần, còn càng nhiều thì càng tốt. Sau này chúng ta giúp cho gia đình chúng ta rồi và chúng ta sẽ có cơ hội giúp cho nhiều người nữa. Và để chúng ta sau này chúng ta sẽ có hướng là sẽ đi thiện nguyện để giúp cho nhiều người nữa mà cô, đúng không? Đó, cô Hoàng Toán, cô ở đâu cô nhỉ? Cháu là ở Phú Thọ nha. Đàm Chín, xin chào anh Đàm Chín nha. Những cô gái càng năng lượng càng xinh. Đúng rồi, càng năng lượng thì càng lương nặng. Mà lương nặng thì chúng ta lại có thể chi tiêu cho bản thân mình nhiều hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ xinh đẹp hơn đúng không anh? Cảm ơn anh nhá, anh nói chí phải. Chúng ta càng năng lượng thì lương càng nặng. Mà lương càng nặng thì chúng ta sẽ thoải mái chi tiêu. Đấy, trong cái khoản chi tiêu đấy chắc chắn là chúng ta sẽ phải chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp. Nếu như là con gái phải chăm sóc sức đẹp rồi, chăm sóc cái sắc đẹp của mình. Em cảm ơn anh nhá. Mặc dù là em Hồng cũng không xinh lắm nhưng mà thôi cứ nhận mình xinh đi cho nó xinh. Cô là Hoàng Toan của Hà Nội cháu ạ. À, vâng ạ, cháu chào cô Hoàng Toan. Cô ở Hà Nội ạ. Cháu có một người chị gái, chị cũng ở Phúc Thọ, ở Đức Thượng. Ở Đức Thượng Hà Nội cũng gần Nhổn. Anh ở Phú Thọ đây, em ở chỗ nào Phú Thọ? Em ở Tam Nông Phú Thọ nhá. Cổ đông Phú Thọ là phải gặp mặt nhau để còn họp, còn chia sẻ giúp nhau nhá. Em ở cổng chào của Hưng Hóa, Tam Nông Phú Thọ, gần chợ Hưng Hóa luôn. Xã của em bây giờ gọi là xã Dân Quyền, trước đây gọi là xã Dậu Dương, sát với cả thị trấn Hưng Hóa. Anh ở chỗ nào Phú Thọ anh Đàm Chín ơi? Cô Hoàng Toan ơi, cô ở chỗ nào Hà Nội đấy cô? Nếu có duyên cháu rất là mong muốn được nhờ cô kết nối chia sẻ cho người chị của cháu đó. Cháu Hồng rất là đau đớn cái mong muốn đó là cái Phú Thọ xinh quá. cháu cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô nha. Rất là mong muốn làm sao cho giúp được tất cả những người thân, những người quen, những người bạn của mình, không nhiều thì ít, có được một chút cổ phần của doanh nghiệp này, của tập đoàn này, để sau này cái cổ phần đấy nó trở thành cái tiền mà để giúp cho cô chú anh chị em sử dụng để dưỡng già. Đấy là nếu là 1.200.000 chúng ta có thể làm được cái việc đấy rồi. Anh ở Tân Dân Việt Trì à? Cô ở bệnh viện Bạch Mai cháu ạ. Hello chị Hồng. À, chào Phạm Huy nhá.
Chú Vương Đặng có nói là sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của bản thân, nhưng chết đi trong nghèo khó thì chính là lỗi của bạn. Đúng bác ạ. Đúng rồi bác. Và cháu Hồng đã ngộ ra được cái câu nói đó, cho nên là luôn luôn mong muốn tìm kiếm cho mình thay đổi tương lai của mình. Vì cha mẹ sinh ra mình trong cái hoàn cảnh của cha mẹ, còn bản thân mình lớn lên mình phải tự tìm cho mình một cái môi trường tốt nhất để thay đổi tương lai của mình, chứ không phải là chúng ta cứ làm theo những gì mà cha mẹ chúng ta đã làm và đang làm. Gái Phú Thọ hả? Chị cũng quê Phú Thọ em ơi. Chị Vũ Hoa ở đâu Phú Thọ thế? Thế mà chị chẳng nói. Em ở Tam Nông Phú Thọ này. Em ở gần cầu Trung Hà. Anh Đàm Chín ở Tân Dân thì xem nào, em mà đi sang Việt Trì thì em đi mất 22 cây gì đấy. Em đi cầu Phong Châu cũng được mà. Em đi cầu phía dưới này là cầu gì nhỉ? Cầu Văn Lang cũng được. Anh có ở phần phường Tân Dân thì có ở gần phường Thọ Sơn không? Em gái ở Phú Thọ, ở cầu Phong Châu. Sao là cầu Phong Châu? Nghĩa là anh mà đi sang cầu Phong Châu thì gần hơn à? Chị ở Yên Lập em ơi. Ôi chị Vũ Hoa ở xã nào Yên Lập đấy? Ngày trước em đưa hàng con giống em cũng lên trên Yên Lập nhiều lắm. Lên trên huyện tỉnh Yên Lập, gần bệnh viện tỉnh. À anh ở gần bệnh viện tỉnh thì cũng gần cái chỗ em. Thỉnh thoảng em cũng hay sang đấy vì trước đây em làm khuyến nông của xã. Em làm khuyến nông xã thì em cũng hay sang họp ở bên trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ ấy. Cũng ở gần bệnh viện, cũng gần ở chỗ Vinhome à. Cũng gần ở chỗ Vinhome, loanh quanh chỗ ngã ba đấy, gần Vinhome. Thứ ba này em có việc sang Việt Trì gặp một nhà đầu tư. Thứ ba nếu em đi sang lấy buổi chiều, em đi sang sớm sớm thì anh em có thể gặp nhau nhá anh nhá. Xong rồi anh kết bạn với em nhá. Em cố gắng lan tỏa cho những người tỉnh mình để biết về dự án này. Thì anh phải chia sẻ livestream của em đi chứ. Em chào anh Nguyễn Ánh Dương nhá. Ở gần bệnh viện tỉnh. Chào chị Vũ Hoa nhá. Chị Vũ Hoa cũng chia sẻ livestream của em đi. Ở Yên Lập em quen nhiều lắm. Ở Yên Lập thì trước đây em giao hàng trên đấy nhiều lắm. Ở Yên Lập mà thậm chí là những cái thời điểm mà em đi giao hàng trên Yên Lập tận tối 11 giờ tối từ trên Yên Lập về Tam Nông cơ. Khủng khiếp lắm, không phải chuyện đùa đâu. Chị ở xã Phúc Khánh Yên Lập. Chào em Hồng nhé. Đại Bùi Duy. Em chào anh Đại Bùi Duy. Vâng, chúc anh buổi tối vui vẻ. Chị ở xã Phúc Khánh Yên Lập là chỗ nào nhỉ? Xã Phúc Khánh. Xã Phúc Khánh là ở bên trên xã Phúc Khánh nhưng mà huyện nào chị? Xã Phúc Khánh xong chị phải nói cái huyện thì em mới án được nè. Chào anh. Đúng rồi, em cố gắng lan tỏa, anh cũng phải cố gắng lan tỏa để cho người Phú Thọ mình nó phải đúng cái chữ là vừa phú và vừa thọ. Đó là giàu sang phú quý và phúc thọ. Đấy, sống lâu thọ trường. Thế thì sáng tầm chiều thứ ba tầm khoảng 2 giờ, tầm khoảng 2-3 giờ chiều thứ ba em sang Việt Trì thì hẹn gặp anh nhá. Anh Đàm Chín nhá. Chiều thứ ba em sang Việt Trì mai kia. Chào anh Bùi Duy, anh Đại Bùi Duy. Anh Đại Bùi Duy, anh đã là cổ đông của tập đoàn UST chưa? Hay là anh đã biết đến cơ hội đầu tư góp vốn cổ phần doanh nghiệp là như thế nào chưa? Để em Hồng có cơ hội được chia sẻ giao lưu với anh. Nhím mày nhím. Lấy cho mày cốc nước. Một ít thôi. Đúng rồi em. Thế cô chú anh chị em mình có ai muốn lên livestream chia sẻ cùng với em Hồng không? Để em Hồng mời lên livestream, khỏi em Hồng nói một mình cũng buồn ghê ta.
huyện Yên Lập, xã Phúc Khánh, đường ra Ngọc Lập, Thanh Sơn em ạ. Huyện Yên Lập. À ừ đúng rồi. Em bị đơ chị. Đúng rồi, huyện Yên Lập mà em cứ nghĩ là tỉnh Yên Lập. Nên em mới hỏi chị là huyện nào. Chết quên mất. Đấy, mới đi Nhật có 2 năm mà đã đờ một số địa phương, quên không nhớ rồi. Anh là cổ đông của ST rồi, chúc mừng anh. anh Duy đang là cổ đông của ST rồi, anh đang ở khu vực nào đấy cho em Hồng biết với ạ. Em mời cả nhà mình uống nước với em nhá. Anh bây giờ đang làm việc tại Đồng Kỵ, Bắc Ninh, em ạ, tiếc quá cơ. Em cho anh số điện thoại để khi nào về liên lạc. À, anh đang làm ở dưới Bắc Ninh à? Vâng, tí nữa anh nhắn tin cho em. Em gửi số cho anh nhá. Ở trên livestream này em công khai trên cộng đồng nên em cũng không thích đọc số điện thoại của mình lên đây đâu. Đấy, thì chị ở huyện Lâm, ở xã Phúc Khánh, đường đi ra Ngọc Lập, Thanh Sơn này. Chắc là em cũng đi qua chỗ chị rồi. Vì Yên Lập em phóng 4 năm đường về Thanh Sơn, rồi về Tam Nông, rồi đường vòng lên Hạ Hòa. Nói chung là trong số tất cả cái đường đấy, kiểu gì em đi qua xã của chị rồi. Không còn cái trục đường nào ở Yên Lập mà em chưa đi ạ. Đấy, lần trước em đi giao hàng ở trên đấy trời mưa sấm sét, tận 11 giờ tối em mới về đến nhà của em, mà em mới biết là mình vẫn còn sống. Cho nên là trong cái khoảng thời gian mà kinh doanh đó, em mới ngấm được là nó rất là vất vả. Giao hàng, giao họ đến đêm đến tối, trời nắng, trời mưa, trời sấm chớp, giông tố, là mình vẫn đang ở giữa trời, rất là sợ, rất là nguy hiểm. Em Hồng sợ sấm sét lắm. Anh ở Đồng Nai em ạ. À, anh ở Đồng Nai. Vâng, em chào anh ở Đồng Nai. Ở trong Đồng Nai thì thực sự em Hồng cũng có rất là nhiều người quen trong đấy. Nhưng mà cũng để mà chia sẻ giúp cho họ thì cũng khó không. Nhưng ở Đồng Tháp thì em lại có. Ở Đồng Tháp thì em lại có hai nhà đầu tư ở Đồng Tháp. Nghĩa là cái duyên của họ biết đến mình, họ tự họ nhắn tin để tìm hiểu nó là như thế nào. Và hai người đầu tư cùng với em ở Đồng Tháp thì hai người đấy, một là bác, một là chị, cũng rất là hoàn cảnh, rất là khó khăn. Và em cũng giúp cho hai nhà đầu tư nhỏ đấy cũng sở hữu được những gói cổ phần chiết khấu cao bằng những cái đồng tiền nhỏ nhất có thể. Đấy là cũng may mắn của mình, là cái duyên kiếp trước của mình, chắc là cũng là người anh em gì đấy. Nên là từ những cái phương rất xa mà họ cũng đầu tư vào cùng với mình, họ tin tưởng bản thân mình để họ đầu tư. Em đầu tư vào dự án này lâu chưa? Anh à, ở trên này có anh Hoàng Dũng kìa, anh ấy là người chia sẻ cơ hội này cho em đấy. Em được anh ấy chia sẻ từ cuối năm 2021. Cuối là sát những cái ngày gần đến năm 2022 ấy. Thì lúc bấy giờ em mới biết đến, và sau đó là em tìm hiểu nhanh lắm. Em chỉ tìm hiểu trong vòng một tuần thôi, em tìm hiểu cả ngày cả tối ấy. Thế là em nhận ra cơ hội thì em cũng góp vốn. Ngay đầu tiên là em góp vốn 1.000 đô. Em cũng góp 1.000 đô để em nhận được cái phiếu quà tặng Tết 1.000 đô được 90.000 cổ phần đầu năm 2022. Là nó rơi vào mùng 7 tháng 1 năm 2022 luôn đấy. Đấy. Sau khi mà em đầu tư vào đây thì em cũng không hề nói cho ai biết đâu. Vì em cũng rất là sợ những cái mô hình đầu tư, bởi vì lúc bây giờ em cũng rất là mới lắm, rất là mới, và chỉ biết là vì cái dự án này nó sẽ mang lại cái giá trị cho xã hội nó rất là tốt, cho nên là em đầu tư. Còn đâu mà tìm hiểu sâu hơn nữa là em vẫn chưa tìm hiểu sâu hơn nữa. Nhưng mà em lại kết bạn với những anh chị mà đã đi sang bên tập đoàn để gặp chủ tịch và đi trên những con tàu rồi ạ, thì em thấy rất là đáng tin. Và em nhìn thấy mặt anh Dũng cũng rất là đáng tin, nên là em cũng góp vốn em đầu tư. Sau đấy khoảng 8 tháng sau là đến tháng 8 em mới bắt đầu, mới thấy là những cái kiến thức và những cái sự tìm hiểu của mình đủ lớn rồi. Em bắt đầu em nói cho chồng của em, để chồng của em biết về cái mảng đầu tư này, vì nó vô cùng tuyệt vời. Nếu như không nói ra thì một mình em ấy, thì em chỉ có thể chia đầu tư được những cái gói rất là nhỏ thôi. Đến sau này nó có thành công thì nó cũng không thể nào mà vang dội được. Thế khi mà em nói ra cho chồng em hiểu, chồng em biết, thì chồng em tìm hiểu cùng với em. Sau đấy thì chồng em quyết định
là nếu mà cái cơ hội này nó đủ lớn tuyệt vời như thế này rồi thì mình có thể là mình sẽ có những cái lựa chọn sát quyết hơn. Và lúc bấy giờ thì vợ chồng em quyết định là xin về Việt Nam trước thời hạn. Đấy, mà đang làm ở bên Nhật là còn 1 năm nữa thì hết hạn, mà mình muốn xin về trước thời hạn mình cũng phải có những cái lý do thuyết phục đấy, để cho người ở bên nghiệp đoàn họ lo cho mình cái việc về nước đấy. Và em nói là em làm, em nói là tháng 12 em về, là tháng 12 em về, bằng cách nào đến tháng 12 họ cũng phải lo việc cho em về, lo giấy tờ cho em về đấy. Còn chồng của em là tháng 9, sau tháng 8 em nói cho chồng em biết thì đến cuối tháng 8 chồng em quyết định là thôi về nước, không không làm nữa, về nước để còn có thể gom được nhiều để đầu tư vào đây và để về với con, họ để con một mình ở nhà nó buồn. Thế thì chồng em về nước trước, nhưng lúc bấy giờ em đang trả góp nốt mấy tháng mấy gói đầu tư dở nữa, thì em bảo thôi em phải cố gắng em ở đấy em làm thêm mỗi tháng mấy chục triệu, và em cũng vẫn chia sẻ cho nhà đầu tư của em nữa, thì em góp vốn. Thế sau thêm khoảng 3 tháng nữa thôi là em bảo là em sẽ về nước, là em sẽ tìm mọi cách để có lý do thích hợp để họ phải lo về cho em về nước trước Tết đấy. Còn cái một chị mà đi ở đấy 4 năm ấy, mà muốn về nước, về Việt Nam thăm Việt Nam 2 tháng rồi chơi với gia đình ấy, báo trước cả 4 tháng với 5 tháng thì họ mới lo thủ tục cho về nước ấy. Nhưng mà em mà đã ra quyết định rồi là chắc chắn phải được như ý em. Xin chúc mừng gia đình, chúc mừng gia đình em sở hữu nhiều cổ phần OST. Vậy bây giờ chắc chắn sở hữu được nhiều cổ phần rồi nhỉ? Cái này là bí mật anh ạ, nói không nhiều ít, dù dù mình có được vài triệu cổ phần thì vẫn là rất là bé nhỏ so với tất cả cô chú anh chị em ở trong tập đoàn của mình, nên là nói ra mình vẫn chỉ là những người rất là nhỏ bé thôi. Nhưng nói chung là mình sử dụng hết cái khả năng của mình là được rồi, để đến sau này mà mình không cần phải tiếc nuối vì mình chưa cố gắng, mà bây giờ mình đã cố gắng rồi và sau này mình không cần phải tiếc nuối nữa đó. Thì cái cơ hội này nó cũng phải là một cái cơ hội vô cùng tuyệt vời như thế nào thì em Hồng mới ra quyết định trở về nước trước thời hạn 1 năm. Thế thì cô chú anh chị em mà đã là cổ đông của tập đoàn rồi thì sẽ hiểu, nhưng những người bạn, những người thân của em Hồng chưa tìm hiểu cơ hội này thì chưa hiểu được, và những người bình thường cũng chưa hiểu được, rất là thấy sốc, là không biết vì sao tự dưng hai vợ chồng đang làm bên đấy tự dưng xin về nước, hay là không làm được, hay là mệt quá không làm được, hay là yếu quá, hay là như thế nào. Lúc đầu về nước cũng sốc lắm vì những câu hỏi của những người thân ấy, họ không hiểu, họ không biết mình đang làm cái gì cả, họ hỏi là họ hỏi một cách dồn dập làm không được à, rồi thì nó đau ốm à, hay là nó không thu nhập được à, một loạt các câu hỏi không cần biết nghe mình trả lời cái gì, họ cứ hỏi một loạt câu hỏi đã rồi tính tiếp. Mấy giờ rồi Nhím ơi? Mấy giờ rồi con? Nộp điện thoại đi ngủ đi con. Thế thì bây giờ anh đang làm việc ở Bắc Ninh. Vâng, tí nữa anh nhắn tin cho em nhé. Khi nào mà về qua thì em mời anh qua nhà em chơi, nhà em ở ngay sát đường thôi. Gần anh mà muốn đi về Việt Trì thì chắc chắn anh cũng đi qua cầu. Anh mà đi cầu Phong Châu thì anh đi qua nhà em, còn nếu như anh đi cầu Văn Lang ở dưới kia thì anh không đi qua nhà em. Em ở bên đó cũng lan tỏa được mà, anh thấy có bạn Hiểm vẫn ở bên Nhật đó. Vâng, anh Bùi Hiểm anh ở bên Nhật, anh lan tỏa rất là tốt, anh làm rất là lâu rồi, anh ấy cũng sở hữu rất là nhiều cổ phần rồi. Nhưng mà em cần phải về Việt Nam để đồng hành cùng với con, gọi là phụ nữ có con mà, nên là phải lo lắng cho con nhiều hơn. Khi mà mình đã biết được cái cách để cho mình thay đổi được tương lai rồi thì mình rất là muốn về nhà đoàn tụ với con cái, bởi vì là mình cũng biết trước sau này nếu như mình góp vốn vào tập đoàn của chúng ta thì câu chuyện nó sẽ như thế nào rồi. Cho nên là ví dụ như bây giờ thay vì việc mình làm ở bên Nhật và mình vẫn có góp vốn vào tập đoàn và mình vẫn chia sẻ được, nhưng em lại muốn về nhà với con mình hơn, thế thì em quyết định lại về nhà đó. Còn anh Bùi Hiểm anh ấy sang ý nhiều năm rồi và anh ấy cũng chia sẻ cơ hội này rất là lâu rồi đấy.
Vâng, hôm nay em chia sẻ cùng với cô chú anh chị em của chúng ta cũng hơi muộn rồi. Cũng hơi muộn rồi thì còn ba anh chị em cũng đang ở trong live của em Hồng là ai nhở? Là ai comment lên để em chào nào? Chào anh Đàm Chín này. Chào chị Hoa này. Và anh Duy đúng không? Chào anh Duy. Anh Duy thì đang ở Đồng Nai. Chị Hoa thì ở Yên Lập. Xin chào một người mới vào livestream của em Hồng, nhưng em Hồng chưa biết tên để chào hỏi. Xin chào cô chú anh chị em mới vào livestream của em Hồng. À, là chị Thơm Trần. Xin chào cả nhà. Vâng, xin chào chị Thơm Trần nha. Chúc chị buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ. Chị Thơm Trần đã là cổ đông của tập đoàn UST chưa chị ơi? Chị Thơm Trần đã là cổ đông của tập đoàn UST chưa chị? Em mời cô chú anh chị uống nước nhé. Em chào chị Thơm Trần. Chị Thơm Trần có nghe thì em hỏi không? Chị đã là cổ đông của tập đoàn UST chưa? Mình cũng là cổ đông rồi. Wow, tuyệt vời, chúc mừng chị. Chị Thơm Trần ở đâu vậy? Em Hồng ở Phú Thọ nha. Em Hồng sinh năm 92, đang ở Phú Thọ. Chị Thơm Trần ở tỉnh nào ấy chị? Giờ này chỉ có cổ đông của tập đoàn UST thì còn ngồi lại ở đây để nói chuyện với nhau thôi nhỉ. Sau khi biết được thông tin chị Thơm Trần cũng là cổ đông của tập đoàn UST thì em Hồng cũng rất là vui, rất là tuyệt vời. Chúng ta có một câu là mây tầng nào thì sẽ gặp gió tầng đấy. Đó, chị ở Hà Nam. Và rất là tuyệt vời. Chào chị Thơm Trần ở Hà Nam. Đấy, cứ là cổ đông của tập đoàn UST là chúng ta là anh chị em rồi. Sau này khi mà tập đoàn của chúng ta chi cổ tức và sau này tập đoàn của chúng ta lên sàn IPO thì chắc chắn là tất cả cổ đông của UST trên toàn đất nước Việt Nam này chúng ta sẽ có những cái buổi hội ngộ và lúc bấy giờ nó sẽ rất là đông và chúng ta sẽ được gặp nhau, sẽ được có nhiều cái cơ hội để cùng giao lưu và cùng ngoại khóa với nhau. Em chào anh Lưu Khải nhé. Em tham gia lâu chưa? Em chào chị Thơm Trần nhá. Em tham gia vào đây hơn 1 năm rồi chị ạ. Khi mà em vẫn còn đang ở bên Nhật Bản cơ. Em được biết đến cơ hội này nhờ anh Dũng Hoàng. Đó, khi góp vốn vào đây từ đầu năm 2022 nhưng đến gần cuối năm 2022 em Hồng mới chia sẻ cho chồng của mình biết cơ hội này. Và sau khi nói cho chồng biết và chồng của mình tìm hiểu thấy đây là cơ hội tuyệt vời rồi thì em Hồng mới bắt đầu chia sẻ cho bạn bè của mình. Thế thì bạn bè thì cũng những người mà ở sát cạnh bên mình thì họ cũng chưa hiểu, họ không tìm hiểu và họ không hiểu. Thì em lại giúp cho rất là nhiều những người bạn ở xa của em Hồng cơ. Và sau khi mà lựa chọn đây là sự nghiệp để cho mình góp vốn vào đây để sau này mình sẽ có được cái dòng tiền cổ tức của tập đoàn Chi thì em Hồng cũng đã có quyết định rất là lớn, đó là trở về từ Nhật trở về Việt Nam. Dũng Hoàng ở đâu vậy em? Anh Dũng Hoàng ở trong Nghệ Tĩnh, à Hà Tĩnh. Anh Dũng Hoàng ở trong Hà Tĩnh này ạ. Đó, thì bắt đầu là tháng 8 em bắt đầu mới ký chương trình đối tác để trở thành nhà đầu tư góp vốn, à trở thành cái những người mà lan tỏa cơ hội này đến cho cộng đồng. Chứ còn lúc ban đầu em đầu tư thì em cũng không có ký hợp đồng làm đối tác, cũng không có chia sẻ cho ai đâu. Đó, khi mà em đến thấy thấu hiểu được là hơn 8 tháng trời em tìm hiểu và em mới thấy được cái giá trị của cổ phần doanh nghiệp như thế nào rồi. Lúc bấy giờ em mới dám chia sẻ cho mọi người đấy chị ạ. Chị cũng muốn lan tỏa đến nhiều người mà họ chưa đón nhận. Thì họ
những người chưa đón nhận là họ là họ chưa đủ duyên đủ phước để có thể đón nhận được, hoặc là họ chưa có trang bị cho mình cái kiến thức kỹ năng gì để họ hiểu thế nào là cổ phần doanh nghiệp. Thế thì nếu như mà chị em mình chia sẻ thì chúng ta hãy kể những câu chuyện cụ thể, ví dụ như là một tập đoàn như Vinamilk, ngày trước họ đầu tư góp vốn như thế nào và bây giờ giá trị cổ phần của họ ra làm sao, cổ tức hàng năm họ được nhận như thế nào, thì những người khác họ sẽ nhanh nắm bắt được hơn. Ê, anh Dũng anh chia sẻ cho em, anh cũng kể cho em câu chuyện về cổ phần của Vinamilk, thế là em cũng nắm được đấy, đầu tư góp vốn và nó sẽ là như thế, và sau này mình sẽ có những cái dòng tiền như thế và giá trị tài sản của mình nó sẽ tăng lên, thì là em đón nhận. Thứ hai là sau khi mà tìm hiểu về cái tập đoàn UST này thì thấy rằng là cái người mà là ông chủ tịch Anatoly Zelensky là một người vô cùng là tuyệt vời, mang lại giá trị cho nhân loại và giải quyết được những cái vấn nạn mà xã hội đang rất là mong muốn, đang rất là cần đến. Thế thì chúng ta sẽ góp vốn thôi. Khi mà góp vốn thì bắt đầu là em mới tìm hiểu đến những cái về chính sách hay là những cái về báo cáo tài chính. Thì lúc bây giờ em mới tìm hiểu sau, chứ còn lúc đầu chưa biết đến báo cáo tài chính là gì hết. Nhưng mà mình thấy cái giá trị, nhìn thấy cái giá trị ở đây đó, thì là mình góp vốn. Mình là người mà tìm hiểu nhanh thì sau này mình cũng chia sẻ cho những người khác, họ cũng là người rất là nhanh giống như mình. Thì chỉ cần mình là người ra quyết định nhanh thì sau này mình sẽ có cái vía, mình cũng sẽ chia sẻ rất là nhanh. Anh Lưu Khải nói đúng. Vâng, đúng anh ạ. Anh Lưu Khải ở đâu anh? Anh Lưu Khải ở đâu nhở? Em ở Phú Thọ này. Không biết anh ở đâu. Chị Cơm Trần thì ở trong Hà Nam. Anh Đàm Chín thì ở Việt Trì. Anh Đàm Chín biết anh Dũng Hoàng không? Anh Dũng Hoàng đang vẫn bắn nãy có trong livestream đấy. Anh Dũng Hoàng ảnh đại diện màu đỏ đỏ ấy này, Dũng Hoàng như này, ở trong Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thân Trần mong muốn nhiều người được trở nên giàu có. Đúng rồi, chị em chúng ta bây giờ đã biết đến rồi và đã nắm giữ cho mình rất là nhiều cổ phần rồi, thì cái tâm của em Hồng bây giờ cũng chỉ mong muốn làm sao để giúp cho những cô chú anh chị em là những người thân, những người quen của em Hồng ấy, không cần có góp vốn nhiều mà chỉ làm sao giúp cho họ có được tên trong sổ cổ đông. Thứ hai là chỉ cần góp lấy 50 đô thôi, họ cũng đã nắm giữ được bây giờ đang có cái phiếu khuyến mại 100%. 50 đô thôi là những người thân của chúng ta cũng đã có được 1.500 cổ phần, là được nhận nhân đôi lên đấy, là 1.500 cổ phần rồi. Thì nó giống như cái bảng lương sau này của họ về già rồi. Thứ hai là đã có tên ở trong tập đoàn rồi, sau này tập đoàn bắt đầu triển khai bán cổ phần của các công ty con thì lúc bấy giờ mới có thể mua được cổ phần. Còn nếu em biết thông tin là như thế. Nếu như bây giờ chúng ta không có tên trong danh sách cổ đông gốc của tập đoàn thì sau này tập đoàn có bán cổ phần thì không thể mua được. Đấy, cho nên là bây giờ, xin chào Thành Đàn Hương nhé, nên bây giờ em Hồng mới mong muốn làm sao chia sẻ cái cơ hội này cho những người thân, những người quen của mình. Không cần góp vốn nhiều, thử đi, 50 đô là 1.200.000, nó không làm cho chúng ta bị nghèo đi đâu, không làm cho ngày mai chúng ta đã mất cái ăn, mất cái mặc đâu. 1.200.000 đối với con gái thì một chiếc áo ấm mùa đông, hoặc là một chiếc váy xinh xinh của mùa hè, hoặc đối với các anh con trai ấy, thì chỉ là một cái bữa nhậu uống bia đấy, cũng đã xẹt xong hết 1.200.000 rồi. Nhưng 1.200.000 đấy nếu góp vốn vào tập đoàn UST có thể ngay trong cái thời điểm này đang được khuyến mại, nhận cái phiếu nhân đôi, đã sở hữu được gấp đôi tài sản là 1.500 cái cổ phần của tập đoàn. Và 1.500 cổ phần này đã được định giá mỗi một cổ phần là 1 đô la rồi, có nghĩa là tài sản 1.200.000 đang được định giá là 1.500 đô. 1.500 đô thì nó tương đương với khoảng 1.000 đô là 24.500 đô nữa,
12 triệu nữa thì nó rơi vào khoảng 36 triệu. Đấy, nếu như 1 triệu 200 nghìn góp vốn với tập đoàn thì chúng ta được sở hữu tài sản trị giá hiện tại là 36 triệu. Và sau khi tập đoàn chúng ta IPO lên sàn chứng khoán lần đầu tiên phát hành cổ phần trở thành cổ phiếu thì giá trị cái cổ phần này nó sẽ nhân lên ít nhất là 5 lần. Bởi vì tập đoàn của chúng ta sẽ lên sàn Nasdaq của Mỹ, ngày đầu tiên niêm yết lên sàn thấp nhất là 5 đô. Thế nên là tài sản của chúng ta sẽ nhân lên gấp 5 lần. Thế có nghĩa là 1.500 đô sau đấy sẽ được nhân lên gấp 5 lần. 5 x 5 25 là 5 x 1 là 5. Là 7.500 đô. Đấy. Thì tài sản lúc bây giờ nhân lên 5 lần là sẽ là 7.500 đô. Nhân với giá 24 lên xem là bao nhiêu tiền. Và cái giá trị cổ phần của chúng ta nó sẽ không dừng lại ở 5 đô. Nó sẽ 10 đô, 20 đô, 50 đô, 100 đô. Thì cái những cái con số đấy nó chỉ là thời gian thôi. Nó không phải là một cái gì không thể mà nó là chỉ có chờ thời gian thôi. Thế thì tài sản của các cổ đông khi mà góp vốn vào đây nó sẽ được nhân lên gấp bội nhiều lần. Và giá trị nó sẽ gia tăng rất là nhiều lần. Và cái điều đấy nó cũng chưa phải là cái mà em Hồng mong muốn. Đó là gì? Sau khi cô chú anh chị em có tên trong tập đoàn rồi, là cổ đông gốc của tập đoàn ngay từ thời điểm này ấy, thì sau này công ty sẽ phát triển thêm hàng trăm công ty con, bắt đầu lại có những cái cổ phần của công ty con, thì những người đã là cổ đông của tập đoàn rồi, có tên trong danh sách rồi mới được tiếp tục mua cổ phần. Còn nếu những người mà chưa có tên trong danh sách thì chỉ có thể mua được cổ phiếu ở trên sàn thôi. Thì chúng ta có thể bỏ ra 5 đô, 10 đô để mua cổ phiếu ở trên sàn không? Và nếu chúng ta có thể thì chúng ta mua được bao nhiêu cổ phiếu? Trong khi đó, ngay tại thời điểm này, mỗi một cổ phiếu nó chỉ có giá là 300 đồng đến 500 đồng một cổ phiếu thôi. Còn khi mà nó lên sàn thấp nhất là nó có giá 5 đô. Đó, thấp nhất là nó có giá 5 đô là hơn 100 nghìn. Đấy, 120 mấy nghìn một cổ phiếu. Thì lúc bây giờ chúng ta bỏ ra một số tiền rất là lớn nhưng mua được một cái số cổ phần rất là nhỏ. Còn ngay tại thời điểm này thì chúng ta bỏ ra một số tiền rất nhỏ nhưng sở hữu được một khối tài sản rất là lớn. Thế thì làm việc gì nó hơn thì chúng ta hãy lựa chọn. Và nếu như đây là một cái cơ hội mà cô chú anh chị em chúng ta chưa hiểu thì hãy gọi điện inbox cho em Hồng để em Hồng dành thời gian chia sẻ ngọn ngành từ đầu đến cuối, giúp cho cô chú anh chị em chúng ta hiểu rõ để cho chúng ta được làm cổ phần, được làm cổ đông của tập đoàn. Để em Hồng có thể làm hồ sơ cho cô chú anh chị em với tập đoàn, để cho chúng ta được nhận những cái thông báo, những cái tin tức trực tiếp từ tập đoàn. Chúng ta có thể chat bot với tập đoàn, có nghĩa là chúng ta có thể nói chuyện trao đổi trực tiếp tập đoàn, để chúng ta có được những thông tin và chúng ta xem được các gói đầu tư như thế nào cho nó hợp lý với bản thân chúng ta trong thời điểm này, thì chúng ta ra quyết định chúng ta góp vốn. Sau này chúng ta góp vốn vào đấy thì sẽ có phần thôi, chứ không có đi đâu mà thiệt cả. Đó. Đấy là những cái tâm sự và những cái điều mà em Hồng rất là mong muốn. Vậy thì buổi tối hôm nay em Hồng livestream cũng muộn rồi. Lần cuối thì em Hồng cũng xin gửi lời chào thân thương tới cô chú anh chị em mà đã ở trong tường livestream của em Hồng đến giờ phút này. Và những cái gì nó là bí mật thì ở đây không có cái gì là bí mật cả. Bí mật thì tất cả cô chú anh chị em đã là cổ đông của tập đoàn đã bật mí hết cho cô chú anh chị em khác rồi. Còn lại ở đây chỉ nhìn thấy có mỗi Thành Đạt Hương là những người bạn của em Hồng, bạn của Hồng mà em Hồng quen biết ý, mà cũng chưa phải là cổ đông của tập đoàn. Thì em Hồng cũng có cái nhắn nhủ tới Thành Đạt Hương là gì? Nếu như bạn đang có một cái công việc ổn định mà 5 năm nữa, 10 năm nữa cái công việc của bạn có phát triển nữa hay không, và bạn mong muốn mình sẽ sở hữu cái tài sản bao nhiêu và bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta có thể nghỉ ngơi, không phải lao động nữa mà chúng ta vẫn có dòng tiền thu nhập, thì nếu như biết đến Hồng và biết đến cái livestream này và đang ở trong livestream này thì Thành Đạt Hương có thể nhắn tin cho Hồng để Hồng có cơ hội để nói chuyện giúp cho bạn hiểu hơn, để bạn biết về một cái lĩnh vực mới này, để chúng ta có thể giúp cho nhau thay đổi tương lai tài chính của không phải riêng bản thân bạn chúng ta đâu, thay đổi được cho cả thế hệ sau của chúng ta, con cháu của chúng ta,
Nếu như chúng ta sở hữu được cổ phần của những cái tập đoàn lớn như thế này thì chắc chắn tương lai con cháu của chúng ta nó cũng được thay đổi, nó cũng được nắm giữ cổ phần này. Chỉ cần chúng ta là cổ đông một tập đoàn, sau này chúng ta có cơ hội để mua cổ phần cho con cho cháu của chúng ta có khả năng để có thể tạo hồ sơ cho con cháu của chúng ta được mua cổ phần của tập đoàn. Thì đấy là cái điều vô cùng tuyệt vời mà Hồng muốn nhắn nhủ tới Thành Đạt Hương. Thế nha, em xin chào cô chú anh chị em, chúc chúng ta có một buổi tối giấc ngủ ngon và ngày mai thức dậy trong một cái niềm hân hoan vui sướng. Ngày chủ nhật chúng ta sẽ có nhiều cái niềm vui nhất. Đấy. Chị thì mới tham gia đầu năm nay còn chưa biết cách chia sẻ. À, chị mới tham gia đầu năm nay 2023 đúng không chị? Thế thì chị hãy kết nối với người chia sẻ cho chị á. Khi mà mới chị chưa biết cách chia sẻ thì chị kết nối với những người bạn của chị. Anh đàn chín lấy số, anh biết số rồi ở đây à? Anh 0966812899. À, còn số Zalo khác à? Số điện thoại còn Zalo 0912511333. Vâng, tí nữa em kết bạn với anh nhé. Số của em số đuôi là 11199. Chị, em nói với chị Thơm Trần á, khi mà em mới đầu tìm hiểu và em chưa biết cách chia sẻ thì em làm như thế này. Chị hãy kết nối với cả tuyến trên những người chia sẻ cho chị á. Chị gọi điện cho người bạn của chị, sau đấy là chị tạo nhóm 3 người và chị nói rằng là chị biết cái cơ hội đầu tư góp vốn của phần doanh nghiệp này đó, nó rất là tốt, chị mới tìm hiểu, chị chưa có khả năng để chia sẻ cho bạn hiểu được. Chị lỡ như chị có nói mà chị nói mà bạn không hiểu là mất đi cái cơ hội của bạn, thì chị kết nối, chị sẽ tạo nhóm để cho người bạn của chị được gặp tuyến cái người chia sẻ cho chị, để cho cái người mà đã chia sẻ cho chị trực tiếp chia sẻ cho người bạn của chị. Đấy, thế thì sẽ tạo ra được cái kết quả tốt. Và mình chia sẻ như thế thì mình sẽ giúp cho những người bạn của chúng ta nắm bắt được cái thông tin nó chuẩn xác nhất. Bởi vì chúng ta chưa biết cách chia sẻ, biết đâu nó sẽ làm cho cái người bạn của mình không hiểu được, hiểu lầm, hiểu sai, mất đi cơ hội của họ. Thế thì mình hãy nói như thế một cách rất là chân thành. Rất là chân thành nói rằng mình chưa hiểu. Nếu như mình nói mình sợ là bạn không hiểu, bạn sẽ đánh mất đi cái cơ hội tuyệt vời này, thì hãy một lần nói chuyện với cái người này. Họ là người rất là hiểu, rất là am hiểu. Họ sẽ biết cách để nói cho bạn hiểu. Để bạn còn đâu, cái việc mà đầu tư hay góp vốn hay không, đấy là quyết định của riêng chúng ta. Nhưng chúng ta hãy một lần nói chuyện để tìm hiểu nó đi. Sau khi tìm hiểu nó rồi thì bạn sẽ có quyết định riêng của bạn. Đầu tư hay không đầu tư, đấy là việc của bạn. Còn trước mắt, khi mà biết đến cơ hội mới, chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu nó. Đó, đừng có vội mà đã nói là không hiểu. Thì đấy là chúng ta tự hủy hoại đi cái tương lai của chúng ta. Đáng lẽ cái cơ hội nó đến sân nhà chúng ta rồi, nhưng chúng ta lại đi lấy sổ chúng ta quét đi. Hoặc là nó đến cửa nhà chúng ta rồi, chúng ta lại khóa cửa vào, không cho nó vào. Thì đấy là do bản thân của chúng ta thôi. Cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, em cảm ơn chị nha. Chúc chị sẽ lan tỏa cơ hội này cho nhiều người bạn, kết nối được thật nhiều người bạn. Nếu chị dùng cái cách đấy để kết nối thì chị kết nối bất chấp, chị kết nối được rất là nhiều người. Chị không cần phải lo lắng là mình chưa đủ khả năng để chia sẻ đâu. Chị cứ nói thẳng luôn là chị chưa biết cách chia sẻ, chị chưa có đủ kỹ năng để có thể chia sẻ. Chị sợ rằng là chị mà chia sẻ nó không đến nơi đến chốn, hoặc làm cho người đó không hiểu được sẽ mất cơ hội của người đó. Hãy nói chuyện với cái người đã hiểu này. Chị kết nối 3 người vào trong cái nhóm đấy và sẽ nói chuyện, như thế sẽ giúp được họ. Vâng, chúc chị sẽ lan tỏa được cho rất là nhiều những người bạn của mình biết đến cơ hội này để được thay đổi tương lai tài chính giống như chị em chúng ta. Em chào chị nhá, em chào anh Đàm Chín này, chào Thành Đạt Hương, chào tất cả cô chú anh chị em đã theo dõi livestream của em Hồng đến giờ phút này. Nếu như cô chú anh chị em còn thắc mắc hay là muốn tìm kiếm cái cơ hội này thì hãy ra quyết định tìm hiểu bằng cách là liên kết kết nối với em Hồng bằng Facebook của em Hồng đây. Em Hồng sẽ gửi Facebook, Zalo để cho cô chú anh chị em chúng ta kết nối. Sau khi chúng ta tìm hiểu rồi
thì chúng ta ra quyết định đầu tư hay không là do của chúng ta thôi. Chứ em Hồng cũng không có lôi kéo, không dùng cái định nghĩa lôi kéo hay là ép buộc là chúng ta phải đầu tư đâu. Không ai ép chúng ta giàu được đâu, trừ khi chúng ta ra quyết định. Còn em Hồng chỉ là người mà biết cái cơ hội này nó rất là tốt, biết cái cơ hội này nó vô cùng tuyệt vời, nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần góp vốn với tập đoàn thôi, còn cái việc lo lắng, cái việc làm như thế nào, đã có một cái bộ óc tài năng họ lo rồi, đã có một tập đoàn, tất cả công nhân, kỹ sư, những người giỏi ở trong đấy họ lo rồi. Chúng ta chỉ góp vốn những đồng vốn rất nhỏ thôi. Thế thì cái cơ hội này nó đơn giản là thế, mà nó dễ như thế mà chúng ta không lan tỏa cho những người thân, những người quen của mình. Để khi mà chúng ta sau này chúng ta thay đổi tương lai, chúng ta giàu có rồi mà nhìn lại những người thân, những người bạn của chúng ta vẫn còn đang vất vả, thì đấy là cái điều mà em Hồng không mong muốn cái đời đấy. Nên là ngày hôm nay em Hồng cũng rất là mong muốn giúp cho cô chú anh chị em, những người thân, những người bạn của em Hồng biết được một cái lĩnh vực mới như này và hãy tìm hiểu cùng với em Hồng. Nếu như cô chú anh chị em tin tưởng em Hồng 1% thôi, em Hồng sẽ trả lại cho cô chú anh chị em một cái tương lai tươi sáng. Nếu như đồng hành cùng với em Hồng, chắc chắn sẽ có một cái tương lai tươi sáng, thay đổi tương lai của chính bản thân, của thế hệ sau và sau nữa của cô chú anh chị em. Tạm biệt cô chú anh chị em nhé. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon. Nguyễn Hồng, đầu tư cổ phần doanh nghiệp, xây dựng dòng tiền bền vững. Bye bye. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.